bắt đầu tập 701 nha. Quỳ Ngưu hư ảnh, giết, tan biến vạn vật. Độc cô phong trần sừng sững không nhúc nhích, hai tay cua múa điều khiển quỳ nghiêu chém giết ra, giống như chiến thần vậy quỳ nghiêu hư ảnh động trục bây giờ. Phảng phất có hủy thiên diệt địa oai vậy, chỉ riêng hai con móng trâu vung lên, liền đem thần vương khí cấp bậc lôi đài, vạch ra hai cái sâu đậm dấu vết. Diệp thần cảm giác được không đúng, quanh thân ma khí cuồn cuộn, nhanh chóng thối lui, nhưng cũng bị dư âm chấn động, bạo lui đến bên cạnh lôi đài. Quỳ Nghiêu hư ảnh rời thân thể, tự mình đánh giết Diệp Thần. Móng châu to lớn giống như thần binh vậy, mãnh liệt đánh giết ra, cùng Chu Thần kiếm và Diệt Hồn Ma thần thương va chạm ra từng đạo sáng chói chói mắt tia lửa. Sánh vai Hỗn Nguyên Tiên khí Chu Thần kiếm, lại có thể không gây thương tổn được Quỳ Nghiêu hư ảnh chút nào. Bình bịch bịch. Tiếng chuông. Từng trận đánh giết sau đó, Diệp Thần bạo lui ra, trước ngực hiện ra mấy chục vết thương. Quần áo lại là hoàn toàn vỡ vụn ra như vậy thân xác lại có thể cũng bị đánh như vậy chật vật có thể gặp uy lực này có kinh khủng dường nào phịch một đạo thân ảnh vạch qua giữa không trung lăn trên mặt đất là diệp thần diệp thần khó khăn lắm bò dậy liền bị quỳ nghiêu hư ảnh một cước đánh lui lại 10 bước khóe miệng lại là tràn ra một đạo máu tươi so đấu đơn thuần lực lượng diệp thần tự nhiên không đụng nổi quỳ nghiêu hư ảnh dẫu sao thần vương khí quỳ nghiêu hư ảnh thân xác thật thể hóa có thể so với hỗn nguyên tiên khí hắn căn bản không chiếm cứ thượng phong so đấu thân xác lại là không được dần dần quỳ nghiêu hư ảnh áp chế diệp thần đánh độc cô phong trần như cũ đứng tại chỗ điều khiển quỳ nghiêu hư ảnh muốn phải nhanh một chút chu diệt diệp thần xong đời diệp thí thiên phải xong đời hoa thiên phàm và hoa địa phàm tất cả đều một mặt ảm đạm diệp thí thiên à diệp thí thiên ngươi không bản lãnh trêu chọc độc cô gia tộc người làm gì à? Ngươi bị đánh chết, không phải được chúng ta lên à? Chúng ta thực lực, nơi nào đánh thắng được độc cô phong trần à? Lần này, trừ bắc cung tử ngọc tiểu thư, mọi người cũng cho hết chứng. Ai? Diệp huynh, quá cuồng vọng, ai? Đỗ bạch một mặt than thở ý, dân dân đều ở đây muốn đường lui. Bác cung tử ngọc nhưng là một mặt tin chắc bởi vì nàng thấy được qua diệp thần bộc phát ra thần vương cảnh thất tầng thiên chiến lực cảnh tượng. Trong đội ngũ, chỉ có nàng tin chắc Diệp Thần nhất định sẽ thắng. Diệp Thí Thiên, chiến lực đích xác không kém, nhưng là đáng tiếc. Hồng Khôn Điện Hạ khẽ lắc đầu, lấy nhập thần cảnh tứ tầng thiên, bộc phát ra thần vương cảnh tứ tầng thiên chiến lực. Hắn nói ra một cái kết luận, tuyệt đại thiên kiêu, chỉ là đáng tiếc. Mũi nhọn quá lộ, còn không có hoàn toàn lớn lên. Quá gấp gáp, nếu như Diệp Thí Thiên là thần vương cảnh tứ tầng thiên, tuyệt đối có thể tùy tiện bắt lại Độc Cô Phong Trần nghĩ đến các loại phi vũ càn thiên điện hạ huyền vô cùng điện hạ bách lý tuyết các người đều là một mặt than thở ý những người khác chính là một mặt ý diễu cợt cảm thấy diệp thí thiên có chút thực lực nhưng nghiêng muốn tìm chết chết như vậy cũng là đáng đời phịch trên lôi đài diệp thần lại lần nữa bị đánh lui cả người đẫm máu nhìn giang dấp tựa hồ phải bỏ mạng liền một phen phế vật hèn hạ phế vật thấp vũ thế giới tới thấp các thứ còn lấy là có thể ngất trời không được Độc Cô Phong Trần cười lớn, nói, ngày hôm nay, bổn công tử đưa ngươi lên đường, giết, theo thanh âm rơi xuống. Quỳ Nghiêu hư ảnh hơn nữa mạnh mẽ mấy phần, hai móng hợp nhất, cần phải đem Diệp Thần đập thành thịt nát. Ngay lù lù. Diệp Thần giơ hai tay lên, một cái nâng Quỳ Nghiêu hư ảnh hai móng, đôi mắt tràn đầy lửa cháy mạnh, căm tức nhìn Độc Cô Phong Trần, nói, ngươi lấy là, lão tử thật chỉ có điểm này chiến lược à. Hôm nay ngươi tự tìm cái chết. Ta tác thành ngươi, Nhập thần cảnh ngũ tầng thiên, phá cho ta. Nhập thần cảnh lục tầng thiên, phá cho ta. Theo thanh âm bùng nổ, hơi thở cũng theo đó bộc phát ra. Diệp thần trong cơ thể Hỗn Nguyên Tiên khí lực lượng lại lần nữa tách thả ra, sâu hơn tới trước dùng đan dược dược lực, đi qua cái này một tràng kịch chiến, hoàn toàn tan ra, tràn vào Diệp thần toàn thân chính giữa. Một khắc sau, Diệp thần lên cấp nhập thần cảnh lục tầng thiên. Thân xác trực tiếp lên cấp, những thứ này, còn chỉ là Hỗn Nguyên Tiên khí kimono dùng đan dược lực lượng hơn nữa còn chưa hoàn toàn dùng hết. Còn cần mấy trận triệt triệt để để chiến đấu mới có thể hoàn toàn tiêu hóa, làm được Diệp Thần lên cấp nhập thần cảnh cửu tầng thiên. Hô hô hô! Hô hô! Màu máu đỏ sáng bóng, thẳng từ Diệp Thần quanh thân tản ra. Giờ phút này, Diệp Thần giống như huyết chiến thần vậy, một kiếm sử dụng, bốn phương sáng bóng chấn động, trực tiếp cắn nát quỷ nghiêu hư ảnh ở tất cả mọi người không có phản ứng kịp lúc hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng nháy mắt tức thì đi tới độc cô phong trần trước người một thương xuyên thủng đầu lâu phịch một cổ mưa máu phiêu tán ra một đạo xanh lơ thần vương đạo văng tung tóe độc cô phong trần vẫn diệt diệp thần nắm độc cô phong trần thi thể lại như băng nói ta bỏ mặc ngươi là ai cũng không để ý thân phận ngươi tu vi như thế nào ngươi chỉ cần dám can đảm chọc ta ta liền để cho ngươi đầu lìa khỏi xác ai cũng không cứu được một khắc sau. Diệp thần bóp vỡ độc cô phong trần thi thể. Thành tựu độc cô gia tộc công tử dưới một người trên vạn người công tử lúc này chết. Một màn này xem được tất cả mọi người đều mờ mịt. Mọi người chém giết lâu như vậy, đối chiến như thế nhiều lần. Cũng không có cơ hội, cũng không có can đảm đánh chết đối phương. Bởi vì cho mọi người cái này cấp bậc người đều là nhất phái công tử, điện hạ, tương lai cũng phải thừa kế vậy nhất phái. Nhưng là bây giờ, có người chết, Độc cô gia tộc Độc cô phong Trần chết. Độc cô gia tộc vị kia hộ pháp, một mặt mờ mịt đang muốn ra tay lại bị Trịnh Bá ngăn cản, hơn nữa Trịnh Bá lấy ra giấy sinh tử nói chuyện. Giữa lúc Hồng Khôn điện hạ, Phi Vũ Càn Thiên điện hạ, Đoan mục Thanh Nam các người không biết như thế nào làm thời điểm, hồn đau nhưng là phình bụng cười to, chỉ Diệp Thần nói, thấp võ thế giới phế vật à, ngươi làm thật tốt à. Ngươi giết nhưng mà Độc cô phong Trần à. Hắn thân phận gì, địa vị gì, ngươi cũng dám giết hắn? ha ha ha, cho dù ta bây giờ không giết ngươi, cuộc sống tương lai, ngươi đều đưa đang chạy trốn bên trong vượt qua. Ngoan, tới đây cho Gia Gia dập đầu một cái, Gia Gia có thể cân nhắc một chút, nói cho ngươi đi kia đường kẻ chạy à, có lẽ có thể chạy thoát đầu. Chạy, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một nhảy xuống lôi đài, ngưng mắt nhìn hồn đau, chợt cười nói, mới bắt đầu. Chính là ngươi đang quấy rối. bây giờ, U Minh Thập Tam không dám động tay, ta ngày hôm nay trước hết giết người. Hồn đau, xúi dục các phe người đối với ta ra tay bây giờ độc cô phong trần, độc cô liên, độc cô côn, ba vị độc cô gia tộc thiên tài đều đã chết, ngươi nên hồn đau, đừng lấy là ở các ngươi hồn tộc ổ, ta liền không dám giết. rào rào một cái mạnh mẽ kiếm cương vạch qua giữa không trung, hồn đau vội vàng vung đao ngăn cản, lại bị kiếm cương đánh lui liền mấy chục mét, gan bàn tay đều bị đánh nứt, đáng chết. nếu không phải trưởng lão trước chút thời gian bị thương nặng, nơi nào sẽ đến phiên ngươi cái này hèn mọn tạp chủng ở ta trước mặt diễu võ dương oai thôi dù là chỉ còn lại thần vương cảnh lục tầng thiên chiến lực ta cũng có thể chu diệt ngươi hồn đao sử dụng trong tay đặc chế được thần vương khí trường đao lại cùng diệp thần chém giết ở một khối hắn bạo lui mấy chục bước tay trái dần dần ngưng tụ ra một đoàn bụi đất màu vàng ánh sáng rực rỡ là do hắn thần hồn lực tạo thành cũng không có tản mát ra khí tức gì thậm chí từ bên ngoài nhìn chính là một cái bình thường quang cầu nhưng là hắn công kích mạnh nhất thần hồn lực rời thân thể tạo thành quang cầu giết địch loại thủ đoạn này võ giả khác căn bản không làm được thần hồn lực thật nhiều con có thể công kích người khác thức hải căn bản không cách nào xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong một khi xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong ý nghĩa không có võ giả có thể chống đỡ thần hồn lực công kích trừ phi là người đồng tộc đây cũng là hồn tộc mạnh mẽ vèo hồn đao ném ra thần hồn quang cầu vạch ra một đạo ác liệt dấu vết diệp thần một nhát thương đâm ra vô cùng cường đại thương cương mơ hồ có biến dạng hư không dấu vết nhưng là không có đụng phải thần hồn quang cầu giống như là hai người căn bản không thuộc về một cái duy độ vậy thần hồn quang cầu xuyên thấu qua diệt hồn ma thần thương trực tiếp nện ở diệp thần trên ngực phốc diệp thần thân thể lại bị đánh lui dòng dã 10 bước đồng thời một cổ thần hồn lực trực tiếp đánh vào đến diệp thần thức hải hắn cảm giác đầu dường như muốn nổ tung từ Hoa Hạ rồi đến Côn Lôn hư, lại đến bây giờ Linh Võ Đại Lục, Diệp Thần chưa từng đối mặt qua như vậy công kích. Phịch, hồn đao trường đao bức lui Chu Thần kiếm, cuồng bạo đao ý rơi xuống, giống như chùy lớn đánh vậy, trực tiếp nện ở Diệp Thần trên mình. Nếu không phải Diệp Thần thân xác đến hóa cương kỳ, sợ rằng cái này một đao đủ để đem hắn chém eo. Bịch bịch ngã ngã, phịch ngã ngã, Diệp Thần lăn trên mặt đất, gặp cực lớn bị thương nặng hắn hợp lực vận chuyển Phật môn đại đạo lực lượng, hết khả năng chữa thương, nhưng phát hiện mình thần hồn lực lại có thể bị phai mờ hơn nửa, không khỏi được sinh ra cả người mồ hôi lạnh, nếu như hồn đao công kích lại lớn mạnh một chút, mình thần hồn lực rất có thể trực tiếp bị xóa bỏ. Đến lúc đó, mình liền là chân tránh tử vong. Dù là thân xác vẫn còn ở, cũng chỉ có thể coi là là một bộ thân xác bởi vì không có thần hồn, giống như là người bình thường không có linh hồn, dù là thân xác mạnh hơn nữa cũng không có tác dụng. Ha ha ha! tiểu tạp chủng. Biết ta hồn tộc lợi hại đi. Hồn đao nhìn một cái độc cô gia tộc vậy hai vị hộ pháp, nói, các ngươi ngăn trở bắc cung gia tộc hai vị hộ đạo giả, ta tự mình chu diệt diệp thí thiên. Dù là hắn chỉ còn lại thần vương cảnh thất tầng thiên chiến lực, nhưng là hắn lực công kích đặc biệt. Tại chỗ hồng khôn điện hạ, u minh thập tam điện hạ các người cũng không dám và hắn động thủ bởi vì rất có thể động thủ, không có ngăn cản thần hồn lực binh khí nói sẽ ở trong chốc lát chết, khá hơn nữa cũng sẽ giống như là Diệp thần như vậy, ngay tức thì bị thương nặng, khó đi nữa có sức đánh một trận. Mấy vị sư tôn, giúp ta, Diệp thần thật đang cảm thấy hồn tộc mạnh mẽ nhưng cũng không nhượng bộ, như cũ muốn giết hồn nào. Người này âm hiểm xảo trá, như hôm nay không giết, tất nhiên hơn nữa nguy hiểm. Hồn tộc mạnh mẽ rất luân hồi mộ bên trong băng kiếm tiên tôn hừ lạnh một tiếng hồn tộc năm đó cũng bất quá là một đám không thành kết quả hạng người cho chúng ta tất cả đại môn phái và thế lực giặt quần áo cởi giày phế vật mà thôi đồ nhi ta cho ngươi một đạo thần hồn che chở lực vèo ngã ngã một cổ màu xanh nhạt ánh sáng rực rỡ thấm vào diệp thần trong cơ thể cái này cổ ánh sáng rực rỡ tự động tạo thành một cái bảo vệ che chở tí che ở diệp thần thần hồn lực không để cho hắn đụng phải hồn đao trực tiếp công kích đồ nhi hồn tộc người quá mạnh mẽ thôi ngàn năm trước liên giết giết không ít người nói là ma đầu cũng không quá đáng. Nguyệt Quang Phật nhẹ nhàng điểm ra một đạo quang hoa nói ta cũng cho ngươi một cổ lực lượng chu diệt cái này hồn tộc tiểu tử cho bọn họ một chút dạy bảo. Nháy mắt tức thì Diệp Thần sừng sững đứng lên hơi thở nhảy lên tới Thần Vương cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp. Hắn cam tức nhìn Hồn Đao lại không có lập tức công kích tận lực dẫn dụ Hồn Đao chủ động công kích hắn. À đứng lên vẫn là không có sức đánh một trận sao? ta hồn đao đưa ngươi lên đường hồn đao ung dung mà sảng khoái lại sử dụng một viên thần hồn quang cầu vẫn là như mới vừa rồi giống vậy quỹ tích cần phải trực tiếp xóa bỏ diệp thần hắn thì ôm tay đứng chuẩn bị hưởng thụ diệp thần chết cảnh tượng đột nhiên rắc rắc thần hồn quang cầu ngay lù lù vỡ ra hồn đao tiếp theo gặp phải cắn trả trao máu bạo lùi lại mấy bước hơi thở hơn nữa suy nhược chỉ còn lại thần vương cảnh nhị tầng thiên chiến lực ngươi cái này quấy rối người hôm nay ta đưa ngươi lên đường diệp thần thân hình như như lôi điện trong chốc lát đi tới hồn đao trước người huy động chu thần kiếm một kiếm đem hồn đao cưỡng ép cắt kim loại thành hai nửa rồi sau đó một trưởng vỗ bể hồn đao thân xác không ở cảm khái nói thần hồn công kích đúng là mạnh mẽ nhưng nếu là gặp phải chống cự hoặc là bị đánh nát hắn liền muốn gặp phải bị thương nặng đây là hồn tộc mạnh mẽ nguyên nhân cũng là nhỏ yếu nguyên nhân thành cũng thần hồn lực bại vậy thần hồn lực chỉ cần ngăn trở hồn tộc thần hồn công kích là được mượn cơ hội tập sát hồn tộc nhân bản thể. Thêm nữa, cũng có thể trực tiếp đánh nát hồn tộc thần hồn công kích, nhưng vậy cần lĩnh ngộ thời không quy luật mới được. Nhưng Diệp Thần như vậy, như không có đại năng, không có sư tôn hỗ trợ, cũng không gặp phải là hồn đao đối thủ. Cái này, hồn đao lại chết. Diệp Thí Thiên kết quả là làm sao làm được. Giờ khác này, tất cả mọi người tại chỗ cũng bối rối. Bách Lý Tuyết, Trường Ngư Nguyên Cổ, Hồng Khôn Điện Hạ cùng người thần sắc hoảng sợ, nguyên bản độc cô phong trần chết trận ở diệp thí thiên thủ hạ đã làm người ta hoảng sợ bây giờ hồn tộc thiên kiêu thần vương cảnh bát tầng thiên hồn đao vốn là đã bị thương nặng diệp thí thiên nhưng cuối cùng nhưng chết ở diệp thí thiên thủ hạ thậm chí mọi người cũng không phản ứng kịp không thấy rõ chuyện gì xảy ra hồn đao cũng đã vẫn diệt thật là to gan à lại có thể ở ta nơi hồn tộc giết ta hồn tộc người nhỏ gia súc ngươi lá gan rất lớn à còn chưa cùng mọi người từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, một giọng già nua ngất trời ra. Sau đó, một tia tia ánh sáng trắng tránh hiện ra. Chỉ gặp một vị tiên phong đạo cốt bạch bào trưởng lão đi ra. Cái này bạch bào trưởng lão bất ngờ chính là xử lý kỳ lâm, bị thương nặng hồn đau vị kia hồn tộc trưởng lão. Bạch bào trưởng lão nếu như thiên thần vậy vô căn cứ đi ra, quanh thân tản mát ra thời gian pháp tác lực lượng, hiển nhiên cũng là một vị hợp đạo cảnh cường giả hắn nhưng cũng không có giận dữ, ngược lại không để ý tới sẽ hồn đau bầm thay. dù sao hồn đau trước đây đắc tội qua hắn, hắn vậy không thèm để ý. ngược lại bạch bào trưởng lão nhưng là nhìn về phía diệp thần, thần sắc có chút rất khác biệt ý, hỏi ngươi chính là diệp thí thiên? ta làm sao cảm giác có chút quen thuộc? thật giống như ở nơi nào thấy qua ngươi, hoặc là nói ta hút lấy người nào đó trong trí nhớ có ngươi. diệp thần chấn định lại, giống vậy dò xét bạch bào trưởng lão. Hắn suy nghĩ, bạch bào trưởng lão nói hút lấy qua người trong trí nhớ thấy qua mình, thấy người mình rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn. Hắn ngược lại là không có cùng kỳ lâm liên hệ tới, ngược lại nhàn nhạt, nhạt nói, hồn đao tự tìm đường chết, ta chỉ bất quá thay các ngươi hồn tộc dạy bảo mà thôi, không ngại, ngươi có thể đi về. Đến đây là hết tập bảy trăm linh một rồi nha, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bắt đầu tập bảy trăm linh hai nha bạch bao trưởng lão ngẩn ra tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ có người mệnh lệnh hắn hắn thân phận gì há là một tiểu tử chưa giáo máu đầu có thể vung chi tác lai like, hô chi thì đi tiểu tử cuồng vọng ngươi không muốn sống nữa bạch bào trưởng lão thần sắc che lấp nhìn như nổi giận nhưng là không có ra tay thái độ rất là kỳ quái hắn thậm chí không có đi xem đã chết trận hồn đao liên tựa như chết không phải người hồn tộc ngược lại là diệp thần ở bọn họ địa bàn giết phái khác người như nhau cảm thấy bị khiêu khích một bên, Độc Cô gia tộc vậy hai vị hộ pháp cùng Trịnh Bá và Lệ Thúc ngừng tay lại. Bọn họ đi thu thập Độc Cô phong Trần thi thể đi, Độc Cô phong Trần dẫu sao là Độc Cô gia tộc công tử, trên người có tinh thần cấm chế, ý nghĩa hắn có bộ phận thần hồn là ở Độc Cô gia tộc bên trong, bây giờ dù là bị đánh bể, chỉ cần còn dư lại bộ phận thần hồn cũng không sẽ hoàn toàn chết. Chỉ là cần xem ba tôn kim Phật như nhau, lần nữa cho hắn đúc binh khí thân thể, cung cấp hắn nhập vào người. Trên thực tế, võ giả đến nhập thần cảnh sau đó, linh hồn cởi đổi là thần hồn, liền có thể chia nhỏ mình thần hồn lực lượng. Để dành ở chỗ mấu chốt, dù là thân phận thật sự bị đánh bạo, chỉ cần bộ phận thần hồn lực lượng lưu lại thì có sống lại cơ hội. Bất quá, loại này sống lại phương thức, quá đắt tiền, cơ hội lại là mong manh. Thêm tới, không ít võ giả một khi cắt kim loại thần hồn cũng sẽ phải chịu vô cùng là nghiêm trọng vết thương, lại khó mà có để dành thần hồn lực lượng đặc thù thần khí. Ví dụ như trăm phái trưởng lão và các đệ tử, cơ hồ đều không có để dành thần hồn thần khí, cho nên bọn họ chết đi chính là chân chân chính chính chết. Còn như hồn đao, hắn cấp bậc còn chưa đủ hồn tộc trưởng lão cho hắn cắt kim loại thần hồn để cho hắn sống lại. Ngược lại là độc cô phong trần, thần hồn để dành ở độc cô gia tộc bên trong, không tính là chân chính tử vong, nhưng chí ít làm trễ nãi mấy chục năm thời gian tu luyện may là không có hoàn toàn thần hồn câu diệt nếu không vậy hai vị độc cô gia tộc hộ pháp đã sớm không để ý hết thảy sông lên muốn đánh chết diệp thần báo thủ mệnh mạng ta rất kim quý ngươi sợ là không có biện pháp muốn diệp thần ngương mắt nhìn bạch bào trưởng lão không sợ chút nào trong tay chu thần kiếm chậm rãi quanh quần xuất đạo đạo cổ đồng sắc sáng bóng khí tức quanh người bạo tăng hơi thở và chiến lực xa xa vượt qua mới vừa rồi như vậy cảnh tượng chung quanh các công tử không khỏi được thần sắc chấn động một cái Nguyên lai Diệp Thí Thiên còn có lá bài tẩy, nếu không hắn làm sao có thể bộc phát ra vượt qua tự thân đến gần hai cái đại cảnh giới chiến lược à? Nếu như là dụng binh khí hoặc là là những thứ khác vật thể tới bùng nổ chiến lực vậy Diệp Thí Thiên đã sớm chết rồi. Hiển nhiên Diệp Thí Thiên có thể lai lịch bất phàm. Cho ra cái kết luận này, trong chốc lát Hồng Khôn Điện Hạ Bách Lý Tuyết các người cũng sát có ý vị ngưng mắt nhìn bạch bào trưởng lão. Bọn họ ngược lại là phải xem xem vị này hợp đạo cảnh hồn tộc trưởng lão sẽ như thế nào xử lý diệp thần sự việc, mệnh, có lúc rất ương ngạnh Có lúc nhưng là đặc biệt yếu ớt. Bạch bào trưởng lão như cũ vững như Thái Sơn, đến bây giờ cũng không có nhúc nhích tay, ngược lại là nếu như rắn độc vậy ngưng mắt nhìn diệp thần. Nói, lão phu cho một mình ngươi cơ hội, quỳ xuống, dập đầu nói xin lỗi, lão phu có thể tha thứ ngươi mới vừa rồi làm hết thảy. Cái này đã là cho người lớn nhất vinh hạnh. Quỳ xuống đi. Theo thanh âm rơi xuống, dần dần phảng phất có một cổ ma lực xông ra, chèn ép diệp thần hai chân muốn hắn quỳ xuống đối với tầm thường thần vương cảnh mà nói loại này lực lượng đủ để đem bọn họ hai chân đè gãy diệp thần nhưng là không phản ứng chút nào như cũ như vậy đỉnh thiên lập địa lão già kia muốn để cho ta quỳ xuống ngươi không xứng diệp thần trong đôi mắt toát ra đằng đằng thiêu đốt ma diễm giống như cái thế ma thần vậy thanh âm lạnh như băng nói ngươi hiện đang nói xin lỗi bố đây có thể tha ngươi một mạng những lời này nói ra người chung quanh thần sắc chấn động một cái, Diệp Thí Thiên không muốn sống nữa à. Hắn cũng không phải là gia tộc và tông phái dòng tránh nhân viên, lại dám hướng hồn tộc trưởng lão, nói ra như vậy. Điên rồi, vẫn là đơn thuần tự tìm cái chết. Hoặc là đã nhập ma. Lá gan thật là lớn. Tên này, ở tự tìm cái chết. U Minh Thập Tam Điện Hạ mơ hồ cười nhạt, ở hắn xem ra Diệp Thí Thiên bất quá là tự tìm chết thôi. Hồn tộc trưởng lão đã như vậy cho hắn mặt mũi, cũng không có thời gian đầu tiên ra tay chấn áp hắn, hắn ngược lại còn dám chống đối. Ha ha, Diệp Thí Thiên thật là lao đi liền chỉ cả đời cơ hội. Ở linh võ đại lục, mệnh có thể so với tôn nghiêm quý trọng hơn. Huyền vô cùng và phi vũ càn thiên hai vị điện hạ cũng gật đầu không ngừng nhưng là có chút đáng tiếc ý. Như thế cái cùng bọn hắn một tầng thứ thiên kiêu võ giả lại có thể sẽ ngu si như vậy, vẫn còn ở hồn tộc địa bàn chống đối hồn tộc trưởng lão, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Diệp Thí Thiên. Phải có chút nội tình đi, bác Đường Vũ Dương thần sắc bé nhạy, tỉ mỉ quan sát Diệp Thí Thiên, chợt yên lặng không nói. Bắc công tử Ngọc như là một mặt cuống cuồng, nói: "Trịnh bá, Lệ Thúc, đợi hồi nếu là đánh, làm thế nào à?" Không thể đánh đứng lên. Đúng, không thể đánh đứng lên. Trịnh bá và Lệ Thúc hai vị đồng thời lên tiếng. Lệ Thúc thần sắc âm trầm xuống, nói nhỏ: "Nếu như đánh, tất nhiên đắc tội hồn tộc, hoa không đến." Diệp Thí Thiên hy vọng hắn đừng như thế lỗ mãng đụng. Những năm gần đây, hồn tộc mạnh mẽ lại có rất nhiều môn phái và gia tộc giúp đỡ. Diệp Thí Thiên nếu là dám can đảm thật ra tay, chúng ta cũng không thể giúp hắn, trịnh bá vậy biểu đạt thái độ mình. Trăm phái võ giả. Không vấn đề gì. Vậy cũng là bác cung gia tộc thuộc hạ tông phái, như là hồn tộc không được à, hồn tộc sau lưng có hồn điện giúp đỡ, ở chỗ này lại có bốn phái năm gia tộc lớn giúp đỡ, chớ nói chi trịnh bá và lệ thúc dám động thủ. Dù là động thủ cũng không có dùng, ở hồn tộc đại bản doanh tác chiến, trừ phi bắc cung gia tộc tám vị lão tổ đồng thời đến, nếu không không thể nào. Ha ha ha, có can đảm tiểu tử. Bạch bào trưởng lão vẫn không có ra tay, thâm thúy con ngươi giống như là hai cái vực sâu cổng vào, bên trong đựng bí mật. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thần trong cơ thể thật giống như có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hư vô này ánh mắt thậm chí để cho hắn sinh ra một đạo sợ hãi. Đây là uy hiếp. Hắn cố nhiên muốn giết Diệp Thí Thiên, nhưng là hồn tộc cung tế lập tức bắt đầu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hắn không thể đánh cuộc. Vạn nhất Diệp Thí Thiên đứng sau lưng một vị cao cấp đại năng. Hồn tộc nghi thức cung tế đem sẽ hoàn toàn phá hoại dĩ nhiên còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu hắn mơ hồ phát hiện diệp thí thiên khí tức trên người và cung tế vật có một ít liên quan mặc dù không biết là cái ải gì liên nhưng là tuyệt đối là một quả lựu đạn định giờ hắn hít thở sâu một hơi đưa ra gầy đét ngón tay chỉ chỉ bên ngoài liền nói hôm nay hồn tộc cung tế đại điện ta không muốn giết người đó là cửa mời ngươi lăn ra ngoài dĩ nhiên ngươi có thể lựa chọn không rời đi bất quá bổn trưởng lão là lần này chủ trì hồn tộc lễ truy điệu trưởng lão ngươi không đi bổn trưởng lão không mở ra hồn tộc lễ truy điệu dù là lui trở về tất cả nhà các phái tài nguyên bổn trưởng lão vậy không mở ra lời này vừa ra diệp thần đều có chút sừng sờ hồn tộc trưởng lão lúc nào đổi được như vậy nhân tử có ý nghĩ này vượt quá diệp thần một người còn bao gồm bắc đường vũ dương bách lý tuyết và bắc cung tử ngọc ba vị mỹ nhân tuyệt thế cũng cảm thấy hết thảy các thứ này có chút quái gì à trước kia đắc tội hồn tộc trưởng lão người đều là trong chốc lát sẽ bị giết cho dù là hồn tộc hồn đao, hơn hỏi một câu cũng bị thương nặng. Giống như là là phế. Đây chính là hồn tộc mình võ giả à, bạch bào trưởng lão phế đứng lên đều không mang chút nào do dự. Có thể dưới mắt hồn tộc trưởng lão đối với Diệp Thí Thiên phương thức xử lý như là lui một bước, không có trực tiếp ra tay là kiên kỵ. Vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Diệp Thí Thiên còn chưa cút đi ra ngoài. Bạch khôn trưởng lão lưu ngươi một mạng chính là ngươi may mắn lớn nhất. Còn nữa, ta cũng không hy vọng người bất kỳ phá hoại hồn tộc cùng tế. Hồng Khôn Điện Hạ cái đầu tiên lên tiếng, thân sắc lạnh như băng, rất nhiều xuất thủ dấu vết. Dẫu sao hắn cũng không muốn bởi vì là một cái diệp thí thiên mà phá hư tăng lên thực lực cơ hội. Hồn tộc lễ truy điệu số người nhưng mà cực kỳ chân quý. Nếu như sát vũ mà về, gia tộc sẽ làm sao trách tội. Không sai, Diệp Thí Thiên, Bạch Khôn trưởng lão đã vô cùng nhân từ, ngươi còn chưa cú chứng. Huyền vô cùng giờ phút này đều là đã phẫn nộ, nói: "Ngươi lại không cút đi, là muốn để cho chúng ta vậy không có biện pháp tham dự hồn tộc lễ truy điệu à? Ngươi không đi là muốn phải chết ở chỗ này." Mới vừa rồi, Huyền vô cùng điện hạ và Hồng Khôn điện hạ, coi như là đã vô cùng là coi trọng Diệp Thần, thậm chí đem Diệp Thần làm là cùng mình một cấp bậc cường giả, ngày sau phải thật tốt luận bàn một chút. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần không đi. Bọn họ liền không cách nào tham dự hồn tộc lễ truy điệu giống như là động bọn họ sâu trong nội tâm lợi ích mọi người bỏ ra như thế nhiều ngàn dặm xa xôi chạy tới không phải là vì tham gia hồn tộc lễ truy điệu à làm sao có thể bởi vì là một cái nho nhỏ diệp thí thiên để cho mọi người cũng không tham gia hồn tộc lễ truy điệu không thể nào tuyệt đối không thể nào diệp thí thiên ngươi lại không rời đi lão tử tự tay chu diệt ngươi trường ngư nguyên cổ cũng nổi giận đứng lên khua kiếm chỉ diệp thần nổi giận mắng cút, bây giờ cút, ngươi còn có một con đường sống. Nhưng nếu là ngươi lại không cút, chúng ta ra tay, vô luận ngươi mạnh hơn nữa, cũng được mất mạng tại chỗ. Ngươi có thể đánh chết độc cô phong trần. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh chết chúng ta? Trường ngư nguyên cổ, đoan mộc thanh nham, hồng khôn điện hạ, huyền vô cùng điện hạ, u minh thập tam điện hạ. Cộng thêm lên phi vũ càn thiên điện hạ, tổng cộng 6 vị đương thời thiên kiêu, không tính là lên ba cô gái đó mà nói, còn giết không giết được một mình ngươi diệp thí thiên. Một cái độc cô phong trần, cũng có thể đem Diệp Thí Thiên lá bài tẩy bước ra. Nếu không phải tình huống như vậy, cộng thêm ngươi thực lực không kém, làm sao có thể là chúng ta lên tiếng để cho ngươi rời đi. Ngươi nếu như thực lực suy nhược, giờ phút này đã là chúng ta vong hồn dưới kiếm. Cảnh cáo ngươi, để cho ngươi cút đi, là cho ngươi đường sống, công tử, ngươi trước không phải nói, muốn kết giao Diệp Thí Thiên à. Làm sao bây giờ, trường ngư nguyên cổ bên cạnh một vị thanh niên, do do dự dự nói, nếu như hiện ở ra tay trợ giúp Diệp Thí Thiên cùng nhau chống cự bạch khôn trưởng lão áp lực nói không chừng diệp thí thiên sẽ niệm tình nghĩa của chúng ta à cút đi trường ngư nguyên cổ một trưởng liền đem vị này thần vương cảnh nhất tầng thiên thanh niên đánh bay 10 mét sắc mặt hơn nữa che lấp hắn làm sao có thể không biết như tình huống như vậy có thể kết giao diệp thí thiên nhưng kết quả chính là mình dài cá gia tộc thiên tài bao gồm mình đều không thể tham dự hồn tộc lễ truy điệu như vậy tới lần này có ích lợi gì hắn nguyên bản còn chuẩn bị trước ở chỗ này đột phá hỗn nguyên cảnh sau khi trở về trông coi một chi quân đoàn là dài cá gia tộc khai thác mở rộng lãnh thổ làm sao có thể vì kết giao một thiên tài mà buông tha lớn như vậy lợi ích diệp thí thiên nơi này không hoan nghê người thậm chí còn liệt hỏa giáo thậm chí còn hung ma cung dài cá gia tộc bách lý gia tộc đám người thanh âm rối rít vang khắp bây giờ bốn phái năm gia tộc lớn không ít người cũng đối với diệp thần chừng mắt tương đối diệp thần ở chỗ này giống như là chặn bọn họ lần này cơ duyên. Mặc dù xen vào diệp thần chiến lực cao mạnh, không dám động tay. Nhưng là tức giận mắng lên tiếng là tuyệt đối có sẽ. Bạch khôn trưởng lão đứng ở trung tâm, thưởng thức chung quanh tiếng mắng chửi, sát cố ý vị nhìn về phía diệp thần, trong mắt thậm chí còn có một nụ cười châm biếm, từ từ nói, tình huống ngươi nhìn thấy đi. Còn chưa cút. Ngươi thành mọi người đuổi đối tượng. Bổn trưởng lão nói ra khải hồn tộc lễ truy điệu, vậy thì mở bổn trưởng lão nói không ra, vậy thì không ra. Diệp thần ngược lại có chút tò mò, thậm chí có chút kinh ngạc vị này hồn tộc bạch khôn trưởng lão, cũng không có để ý người chung quanh tiếng mắng chửi, ngược lại là rơi vào trầm tư chính giữa. Hồn tộc bá đạo, lòng dạ ác độc. Cho dù là đối với người mình, cũng vô cùng tàn nhẫn. Hồn đau tổn thương, chắc là hắn cho, hắn không cần thiết như vậy cho mình mặt mũi à. Dựa theo tình huống bình thường, vị này hồn tộc Bạch Khôn trưởng lão tất nhiên phải ra tay, vì sao hôm nay là để cho các thế lực lớn ép ta rời đi? Có mờ ám. Chẳng lẽ sợ ta phát hiện cái gì? Hồn tộc Lễ Truy Điệu có vấn đề? Hoặc là nói ta là cái gì nhân vật then chốt, không thể để cho ta thấy được hồn tộc Lễ Truy Điệu, càng không thể tham gia. Nhưng là vừa ngại vì Bắc cung gia tộc không giết ta, cho nên chỉ có thể đuổi ta. Diệp thần quay đầu nhìn một cái bắc cung tử ngọc, bắc cung gia tộc có lớn như vậy mặt mũi. Không thể nào. Nếu là có lớn như vậy mặt mũi, cùng là 10 đại thế lực những gia tộc khác và môn phái. Hôm nay thì không phải là bức bách ta rời đi, mà là bức bách bạch khôn trưởng lão mở hồn tộc lễ truy điệu. Vậy đối phương hành động này vậy là cái gì nguyên do? Chẳng lẽ bạch khôn kiên kỵ ta là phát hiện luân hồi mộ địa tồn tại, vẫn là nói cảm ứng được băng kiếm tiên tôn mấy vị này sư tôn hơi thở cho nên không muốn ra tay. Diệp Thần trong lòng toát ra từng cái nghi vấn nhưng là không có lên tiếng hỏi. Bởi vì hắn rõ ràng, lên tiếng hỏi, ngược lại dễ dàng hơn bại lộ mình, nắm quyền trong tay vậy sẽ hoàn toàn rơi vào bạch khôn trưởng lão trong tay. Rất nhanh, bác cung tử Ngọc và Lệ Thúc và Trịnh Bá nói chuyện với nhau một phen, sắc mặt có chút khó khăn xem, cuối cùng nhìn về phía Diệp Thần, nói, sư phụ, ngươi, ngươi, ngươi rời đi trước đi. Quân quyết rất lâu, bác cung tử Ngọc vẫn là quyết định để cho Diệp Thần rời đi nàng là bắc cung gia tộc công chúa vạn sự phải là bắc cung gia tộc cân nhắc thêm nữa diệp thí thiên rời đi chẳng qua là mất đi một cái cơ duyên mà thôi nếu không phải rời đi rất có thể bắc cung gia tộc liên đới diệp thí thiên đều bị các thế lực lớn nhằm vào cuối cùng rất có thể toàn bộ bắc cung gia tộc đội ngũ cũng được rời đi cho nên hay là để cho diệp thí thiên một người rời đi liền tốt hoa thiên phàm hoa địa phàm và đỗ bạch các người cũng không nói gì bọn họ rõ ràng bây giờ không phải là bọn họ có thể chen miệng thời điểm bọn họ không cái này tư cách Bác Cung Tử Ngọc khó khăn nói, sư phụ, ta không có biện pháp, ngươi rời đi trước, quay đầu ta đại biểu gia tộc tặng ngươi hai chuôi hỗn nguyên tiên khí. Một chuôi là lễ bái sư, ngoài ra một chuôi là cho ngươi bồi thường, dẫu sao là bát trưởng lão để cho ngươi tới. Đến đây là hết tập 702 rồi nha, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bắt đầu tập 703 nha, xin lỗi, nói xong, bác Cung Tử Ngọc hướng Diệp Thần cúi người chào nói xin lỗi. Đối với lĩnh đội người mà nói, đội viên mình bị buộc rời đi, mình không cách nào giữ lại, hơn nữa không thể giữ lại, còn để cho rời, là kiện khuất nhục sự việc. Nàng vượt quá cảm thấy thật xin lỗi Diệp Thần, càng cảm giác được mình thực lực không đủ, nếu không nơi nào sẽ có như vậy tình huống. Không cần như vậy. Ta sớm muốn rời đi, Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chằm bạch khôn trưởng lão, sát cố ý vị. Sau đó Diệp Thần mặt mỉm cười, hơi nói, ngươi thủ đoạn có thể, ta đi trước mặc dù nói như thế nói diệp thần tự nhiên không thể nào thật rời đi hắn mơ hồ cảm giác hồn tộc lễ truy điệu có vấn đề nếu như hắn không giả vờ rời đi tuyệt đối không phát hiện được vấn đề ở chỗ dứt khoát liền rời đi trước mượn nữa giúp liễm tức thuật trở lại hắn ngược lại là phải thật tốt xem xem cái này hồn tộc lễ truy điệu rốt cuộc có vấn đề gì ngươi đã sớm nên cút đi cút ngay huyền vô cùng và trường ngư nguyên cổ không ở tức giận mắng một tiếng diệp thí thiên sống khỏe mạnh, cái đầu của ngươi là ta. U Minh Thập Tam Điện Hạ cười nhạt, giống như tà ma tái thế, ở giơ tay lên nói ba ngày. ba ngày sau, ta tiêu hóa xong ở hồn tộc lễ truy điệu bên trong lấy được tàn niệm, sau đó ta sẽ đi trù diệt ngươi, lại chiếm đoạt ngươi mất đi lực, mất đi lực tịch diệt chi đạo. Diệp Thí Thiên thân nhất định là có loại này lực lượng. một khi cắn nuốt hắn lực lượng, U Minh Thập Tam Điện Hạ tất nhiên có thể xây ra tịch diệt chi đạo. đến lúc đó không tới tạo hóa cảnh, ai dám cùng hắn là địch sợ đến lúc đó là ta chiếm đoạt ngươi lực lượng bàn về tà bàn về ma không có người nào là ta đối thủ diệp thần vậy không sợ chút nào chính hắn tịch diệt đại đạo chính là thông qua chiếm đoạt kẻ địch mất đi lực lượng tịch diệt đại đạo và đạo ẩn đã tu luyện bàn về chiếm đoạt u minh thập tam là thứ gì diệp thí thiên khó khăn được vừa gặp ta thật là thưởng thức ngươi Bác Đường Vũ Dương trực tiếp lấy ra một kiện phi thuyền pháp bảo, ném cho Diệp Thần, nhàn nhạt, nhạt cười nói, ngày sau không ngại luận đạo một phen đi. Ngươi nhập thần vương cảnh, tất vô địch tại thần vương cảnh, tiềm lực của ngươi rất lớn, ta mong đợi cùng ngươi là bạn bè. Đối với nàng mà nói, Diệp Thần tiềm lực rất lớn. Nàng liền giống như ban đầu Bắc cung tử ngọc vậy, muốn cùng Diệp Thần luận đạo, học tập lẫn nhau. Nhất là Diệp Thần vượt qua một cái cảnh giới lớn giết địch thủ đoạn. Nàng hơn nữa mừng rỡ, Diệp Thần nhận lấy phi thuyền, hướng bắc đường Vũ Dương, khẽ mỉm cười, nói, cảm ơn. Diệp Thí Thiên Tiếp theo, Bách Lý Tuyết ném ra một chuôi đặc biệt trường đao, cười nói, đây là tín vật. Như sau này có cơ hội có thể tới ta Bách Lý gia tộc, ngươi ta luận đạo một phen, có lẽ sẽ trở thành là một đoạn giai thoại. Bách Lý Tuyết hơn nữa trực tiếp, đồng dạng là cầm ra mình tín vật. Tương đối mà nói, bác cung tử Ngọc thì có chút khó chịu, dẫu sao mình sư phụ trước khi đi bị nhưng hai thứ khác người phụ nữ phóng thích ý tốt mà mình nhưng không có biện pháp làm như vậy làm sao có thể không khó chịu bạch khôn trưởng lão không muốn lãng phí thời gian trực tiếp phất tay kêu gọi tới hai cái thần vương cảnh hồn tộc thị vệ đem diệp thí thiên cho ta đặt đi ra ngoài phịch hai cái hồn tộc thị vệ đến gần diệp thần ngay tức thì liền bị diệp thần đánh giết hơn nửa thân xác bị thương thảm trọng chính ta rời đi không cần người bất kỳ đưa ta Diệp Thần lại lần nữa xem xét Bạch Khôn trưởng lão vẻ mặt, phát hiện đối phương vẫn là không có tức giận, liền hơn nữa xanh nghi, dứt khoát tung người nhảy một cái điều khiển phi thuyền rời đi. Bạch Khôn trưởng lão trực câu câu nhìn Diệp Thần rời đi hồn tộc địa bàn sau đó, mới hơi khẽ gật đầu, nói: "Các vị có thể tiếp tục tiến hành so tài." Nói xong, Bạch Khôn trưởng lão liền rời đi. Trường Ngư Nguyên Cổ lại nói, U Minh Thập Tam, ta xem ngươi đối với Diệp Thí Thiên nổi lên hứng thú. Đó là tự nhiên. Người này đầu là ta, u minh thập tam điện hạ chợt nhìn về phía trường ngư nguyên cổ cười nói ngươi muốn cướp à không hứng thú này trường ngư nguyên cổ có chút yếu thế xem xem còn sót lại xuống độc cô gia tộc người không ở cười nhạt một phen thật may mới vừa rồi mình không ra tay nếu không bây giờ thê thảm chính là mình độc cô ra bảy người bây giờ chỉ còn lại bốn vị thần vương cảnh nhất tầng thiên người bách lý tuyết các ngươi như thế coi trọng diệp thí thiên bắc đường vũ dương nhà nhạt hỏi đó là tự nhiên Bách Lý Tuyết Sát cố ý vị nhìn về phía Bắc Cung Tử Ngọc, cười nói, một cái ở nhập thần cảnh lục tầng thiên, liền có thể tùy tiện chu diệt thần vương cảnh bát tầng thiên hồn đao, đánh chết thần vương cảnh tứ tầng thiên độc cô phong trần. Như vậy thiên tài, lên cấp thần vương cảnh nhất định nghịch thiên. Tương lai tạo hóa cảnh khả kỳ, tiềm lực, Bách Lý Tuyết coi trọng diệp thần tiềm lực. Giống vậy, Bắc Đường Vũ Dương cũng là như vậy, cảm thấy Diệp Thần tiềm lực cực lớn, mặc dù bỏ lỡ lần này cơ hội có thể lạc hậu mọi người, nhưng tất nhiên sẽ lại đuổi tới còn như độc cô phong trần có thể mấy chục năm sau mới có thể khôi phục coi như là hoàn toàn rơi xuống cái này một thang đội bắc cung tử ngọc bây giờ các ngươi đội ngũ vẫn là yếu nhất à mình bạn đồng đội cũng không gánh nổi ngươi bắc cung tử ngọc rất lợi hại bắc đường vũ dương cố ý châm chọc nói như diệp thí thiên là ta bắc đường người gia tộc ta tất nhiên sẽ không để cho hắn rời đi miệng lưỡi chi nghiêm túc bắc cung tử ngọc không để ý tới sẽ nàng ngồi đàng hoàng trước vậy cự tuyệt những đội ngũ khác khiêu chiến tâm tình phức tạp lễ thúc và trịnh bá đều là một mặt không biết làm sao ngày hôm nay đây gọi là chuyện gì à rất nhanh hai giờ trôi qua tất cả gia tộc lớn lẫn nhau so tài một phen bắc cung gia tộc cuối cùng vẫn là xuất chiến trừ đi đỗ bạch hoa thiên phàm và hoa địa phàm bắc cung tử ngọc bốn người ra hai người khác thì bị độc cô gia tộc và hung ma cung người trọng thương Trịnh Bá cũng không thể không cầu viện, yêu cầu gia tộc phái những thứ khác thanh niên tới đây tham gia, nếu tới không đạt tới, Trịnh Bá và Lệ Thúc có thể được tự mình tham gia hồn tộc lễ truy điệu. Còn như bốn phái năm nhà. Trừ đi độc cô ra ra, lôi đài chiến mỗi người tổn thất một đến hai người, muốn phải tiêu hao đối phương không được, ngược lại mọi người cùng nhau bị tiêu hao. Vạn kiếm đế cùng người tới. Mọi người cùng nhau ngay đón, bạch khôn trưởng lão lên tiếng, thanh âm xuyên thủng chung quanh trên trăm dặm. Bắc Cung Tử Ngọc, Bắc Đường Vũ Dương các người ngẩng đầu vừa thấy, bầu trời bên trong xuất hiện một chuôi to lớn băng kiếm hình dáng phi thuyền, vô cùng vô tận kiếm khí tản ra, có long trời lở đất oai, tựa như nháy mắt tức thì liền có thể đem mọi người tàn sát không còn một mống. Cung Nghênh Vạn Kiếm Đế Cung. Ta là hồn tộc Bạch Khôn trưởng lão, Bạch Khôn trưởng lão ôm quyền nghênh đón. Bạch Khôn trưởng lão có lòng, một vị thanh bào trưởng lão từ băng kiếm trên phi thuyền chậm rãi xuống thanh bào trưởng lão nhìn vô cùng trẻ tuổi nhưng quanh thân tản mát da đỏ màu xanh sáng bóng hiển nhiên là một vị lĩnh ngộ thời không phép tác đại năng hẳn là tạo hóa cảnh có thể phong tức hiệu tiên tôn tồn tại thanh kiếm tiên tôn tự mình đến lần này làm sao coi trọng như vậy à bạch khôn trưởng lão lộ ra nụ cười mở ra hai tay nghênh đón vạn kiếm đế cung mọi người nói trước kia là các ngươi thiên kiếm thần quân dẫn đội hôm nay tới tiên tôn thật đúng là để cho ta hồn tộc nhà nghèo thêm rực rỡ à vạn kiếm đế cung đã từng rất nhiều lần đều là hợp đạo cảnh cường giả dẫn đội. Cũng chính là Bạch Khôn trưởng lão trong miệng vị kia Thiên Kiếm Thần Quân, hợp đạo cảnh trung kỳ tồn tại, chiến lực siêu tuyệt. Do hắn dẫn đội, không sợ hồn tộc có bất kỳ vấn đề, mặc dù có vấn đề cũng có thể tạm thời ngăn trở hai ba vị hồn tộc hợp đạo cảnh cường giả mãnh công, coi là lên là không sơ hở tí nào. Làm sao ngày hôm nay nhưng là tạo hóa cảnh tứ tầng thiên kiếm xanh đế tôn dẫn đội? Vạn kiếm đế cung đứng hàng tại Bắc Vực, sở dĩ được gọi là vạn kiếm, chính là có hơn 10.000 thần vương cảnh. Hợp đạo cảnh kiếm khách còn có hơn 100 vị hợp đạo cảnh thần quân, 18 vị trong kiếm tiên tôn chấn giữ. Hắn vạn kiếm đế cung đế chủ lại là một vị phong tức hiệu chân thần tinh khiếu cảnh cửu tầng thiên đại năng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào phong thần phong môn cảnh. Mặc dù không như thần long gia tộc nhưng cũng là một khối khổng lồ thực lực thuộc về lên cùng tông môn, vẫn còn ở bắc cung gia tộc cùng 10 thế lực lớn trên lần này tới người có chút đặc thù. Là năm đó ta đế cung trưởng lão truyền thừa đệ tử. Thanh kiếm tiên tôn cười nhạt một tiếng, giải thích, 50.000 năm trước ta vạn kiếm đế cung chi thất trưởng lão, băng kiếm tiên tôn bất ngờ mất tích, sống chết không biết. Mà hắn ở lại trong cung điện một ít công pháp, bị nội môn một vị đệ tử may mắn nhận ra, cho nên ta đưa cái này vị đệ tử tới đây. Tới một cái, muốn xem xem cái này vị đệ tử có thể hay không bắt một vị cường giả tàn niệm thành tựu hợp đạo cảnh lại xuất hiện năm đó băng kiếm tiên tôn, chấn động giết nam 18 vực oai. Thứ hai, lần này thần long gia tộc tới là một vị long tôn, phái ta tự nhiên không thể rơi xuống uy phong. Nói xong, kiếm xanh đế tôn ngoắc tay, phi thuyền trên xuống 15 vị thanh niên. Cầm đầu người thanh niên kia, người mặc loãng trường bào màu xanh, lưng đeo một thanh trường kiếm, anh Tuấn bất phàm, lại có thần vương cảnh bát tầng thiên chiến lực. Lại tuổi tác cùng U Minh thập tam các người kém không nhiều, tên là Vương Thanh Tuyệt, chính là đạt được băng kiếm tiên tôn công pháp truyền thừa người. Vương Thanh Tuyệt hơi ôm quyền, nói, băng kiếm tiên tôn cũng coi là ta tổ tiên. Đạt được lão nhân ra ông ta công pháp truyền thừa là ta vinh hạnh. Lần này, ngược lại là phải làm phiền bạch khôn trưởng lão. Được rồi không dám, bạch khôn trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua những thứ khác 14 người. Vạn kiếm đế cung những thứ khác 12 người. Bảy người là thần vương cảnh tam tầng thiên, ba người là thần vương cảnh tứ tầng thiên, một người thần vương cảnh ngũ tầng thiên, một người thần vương cảnh lục tầng thiên dẫn đội vương thanh tuyệt lại là thần vương cảnh bát tầng thiên đều là 20 tuổi trên dưới như vậy thiên phú cảnh giới như vậy không hổ là xuất thân từ vạn kiếm đế cung cái này cùng thế lực lớn dưới so sánh trường ngư nguyên cổ hồng khôn điện hạ cùng tu vi liền coi là không được cái gì cho dù trừ đi vương thanh tuyệt vạn kiếm đế cung cũng có hai người có thể nghiền ép bọn họ còn có ba người sánh vai bọn họ một cái vạn kiếm đế cung để được cho ba bốn cái gia tộc môn phái đội ngũ được 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 cũng mời ngồi vào đi. Thần Long gia tộc người lập tức tới ngay, Bạch Khôn trưởng lão tự mình mệnh lệnh thần vương cảnh thị vệ cho dọn tới mười mấy tấm đàn mộc ghế và bàn cung cấp cho những thiên tài này ngồi xuống. Vạn kiếm đế cung người tới một cái. Tứ đại môn phái năm người của đại gia tộc lập tức hít hà. Đều không dám lên tiếng, thực lực không bằng người, tự nhiên không dám phách lối nữa. Mà giờ khác này, lễ truy điệu danh giới một tảng đá lớn sau lưng như lạnh lùng đứng một người. Người này quanh thân trận pháp lưu chuyển, càng là có cực mạnh thần hồn lực bao trùm. Dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Diệp Thần đi ra ngoài hồn tộc địa bàn sau vòng vo một vòng, mượn luân hồi mộ địa đại năng thần hồn lực cùng với liễm tức trận pháp len lén lại trở về nơi này. Hồn tộc cố nhiên có đại năng, nhưng là luân hồi mộ địa đại năng thần hồn lực và trận pháp thủ đoạn, càng đáng sợ hơn, sư tôn, công pháp của ngươi bị thử kế. Diệp Thần ở luân hồi mộ nói một câu băng kiếm tiên tôn thần sắc không nhìn ra là vui là giận dần dần nói ban đầu ta đi cửu đại tuyệt trước khi rời đi đích xác là đem công pháp ở lại mình ở trong cung điện chính là cảm thấy một khi ta xảy ra chuyện có đệ tử có thể thừa kế ta công pháp đế chủ và các trưởng lão biết ta mất tích nhiều năm như vậy không có tin tức truyền tới mặc dù linh hồn thủy tinh không bể nhưng hay là để cho đệ tử tiếp nhận ta công pháp truyền thừa vậy là bình thường vạn kiếm đế cung dẫu sao là một nơi môn phái trưởng lão không biết tung tích mấy chục ngàn năm lúc này mới để cho đệ tử vào đi tiếp thu công pháp truyền thừa đã là cực tốt chí ít không có ở băng kiếm tiên tôn mất tích một đoạn thời gian sẽ để cho đệ tử đi tiếp thu công pháp truyền thừa thì đồng nghĩa với bọn họ đối với băng kiếm tiên tôn ôm có lòng tin chỉ là đã nhiều năm như vậy cuộc bể dâu vẫn không có băng kiếm tiên tôn tin tức lúc này mới để cho đệ tử đi vào bọn họ hy vọng lại đào tạo được một vị tạo hóa cảnh kiếm tôn khôi phục vạn kiếm đế cung thực lực thanh kiếm tiên tôn. Năm đó ta lúc rời đi, hắn tựa hồ chỉ là thần vương cảnh nhị tầng thiên. Băng kiếm tiên tôn vậy biết vị kia dẫn đội thanh kiếm tiên tôn, không ở thở dài nói, vạn năm trôi qua, hắn mới lên cấp tạo hóa cảnh tứ tầng thiên, có chút suy nhược. Bất quá, ta bị kẹt vạn năm, thân phận thật sự không cách nào tu luyện, coi như ta cảnh giới ngược lại thấp. Ban đầu vạn kiếm tiên tôn tạo hóa cảnh trung kỳ, nếu như không bị khốn, bây giờ, chí ít cũng là tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh phong chứ muốn là khí vận tốt, có lẽ đã phong tức hiệu chân thần, gia nhập trưởng lão biết đi. Coi như hắn cảm thấy người khác tu vi chậm, mà hắn tu vi nhưng vẫn dừng lại, Đồ Nhi, có cơ hội giúp ta dò xét một chút cái này Vương Thanh Tuyệt. Hắn tiếp nhận ta công pháp truyền thừa, chỉ có thể coi như là đệ tử nội môn, mà ngươi là ta đệ tử chân truyền, thậm chí là đạo truyền đệ tử băng kiếm tiên tôn dừng lại chút nói cảnh giới của ngươi không bằng hắn nhưng lại coi như là sư huynh của hắn như hắn gánh nghịch ta dự tính ban đầu phản bội tông môn ngươi có quyền đánh chết rõ ràng diệp thần cười khổ một tiếng mình bỗng dưng vô cớ nhiều một sư đệ thôi vị này sư đệ đánh liền tính quan sát tính cách phương diện qua phải đi liền bỏ mặc muốn thật là đếm điển quên tổ hạng người trực tiếp chu diệt đệ tử thân truyền đạo truyền đệ tử là có quyền lực dọn dẹp sư môn thứ bại hoại Diệp Thần vẫn ở chỗ cũ bên cạnh dò xét, muốn rõ ràng tại sao Bạch Khôn trưởng lão tình nguyện để cho người khác ép mình đi cũng không tự mình ra tay. Rất nhanh, lại một chiếc thuần màu trắng hình rồng phi hành khí chạy tới. Một người cầm đầu thân mặc đồ màu trắng long bào trong sáng vô cùng, thật giống như từ mặt trăng trung hạ tới hàng nga vậy, như nước nghiêng thành, lộng lẫy và tuyệt vời. Cung nghênh bạch xương long tôn, long tôn tự mình giá lâm ta hồn tộc thật là vui mừng à. Bạch Khôn trưởng lão như cũ tự mình ra nghênh tiếp bạch sương long tôn lần này thần long gia tộc dẫn đội trưởng lão tạo hóa cảnh lục tầng thiên long tôn cường giả như vậy chỉ là dẫn đệ tử tới tham gia một cái hồn tộc lễ truy điệu mà thôi có thể tưởng tượng được thần long gia tộc mạnh mẽ thần long gia tộc nhưng mà có nửa bước phong thánh tồn tại gia tộc cao cấp cùng thánh long gia tộc tranh phong hàng ngàn hàng vạn năm bọn họ phong môn cảnh gia chủ lại là cùng thánh long gia tộc gia chủ đối lập mấy chục năm trên đường đánh chết hai bên hợp đạo cảnh thần quân trên trăm, là Bắc vực xứng đáng không thẹn hai lớn khổng lồ một trong. Bắc vực thành tựu nhất minh mông một vực. Đứng vững vàng hai cái bá chủ, theo thứ tự là Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc. Đến đây là hết tập 703 rồi nha, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bắt đầu tập 704 nha. Hai đại long thần hậu duệ gia tộc đều là đứng đầu gia tộc, dưới quyền có Linh Tiên Đế cung, Vạn Tiên Đế cung cùng nhóm thế lực, dù là Vạn Kiếm Đế cung cũng chỉ có thể biểu thị phụ thuộc bọn họ mà không cách nào đối kháng bọn họ. Bạch Khôn, lần này tới tham gia hồn tộc lễ truy điệu. Bổn tôn tâm tình tốt cho nên mang tộc người tới. Ngươi phải biết, ví dụ như ngươi cùng hèn mọn chủng tộc, không có tư cách để cho ta hạ xuống. Bạch Sương Long Tôn tuy là nghiêng nước nghiêng thành, lên tiếng nhưng là chút nào không cho hồn tộc và Bạch Khôn trưởng lão lưu mặt mũi, không giống thanh kiếm tiên tôn từ nội tâm trên căn bản xem thường hồn tộc. Dù là hồn tộc phía sau hồn điện cũng khó mà chống lại Thần Long gia tộc. Cho nên đối với Bạch Sương Long Tôn mà nói, một cái hợp đạo cảnh hồn tộc trưởng lão coi là thứ gì? Hoan nghênh, hoan nghênh. Bạch Khôn trưởng lão như cũ lộ ra nụ cười, chỉ là có chút lúng túng hắn chợt ôm quyền nói cung nghênh các vị thanh niên tài tuấn đến ta hồn tộc mời các vị vào ngồi còn có một cái giờ liền muốn mở hồn tộc lễ truy điệu bạch sương long tôn không để ý tới sẽ hắn tự mình mang giới quyền tộc nhân ngồi đang lúc mọi người vị trí trung tâm biểu thị công khai mình mạnh mẽ bên trên diệp thần vẫn không có bị phát hiện ngược lại là lẳng lặng đánh giá thần long gia tộc cường giả 15 người chỉ bất quá băng kiếm tiên tôn ở trên người hắn che đậy lực lượng không bao lâu có thể chống đỡ Diệp Thần đối với mới vừa phủ xuống thần long gia tộc trẻ tuổi đồng lứa ngược lại có chút tò mò. Dẫn đội lại là hỗn nguyên cảnh tam tầng thiên long ngạo, tuổi và u minh thập tam như nhau, nhưng là cao hơn u minh thập tam một cái cảnh giới lớn. Tương đối mà nói, Vương Thanh Tuyệt cũng không dám ra ngoài nói, hắn cảnh giới vậy so long ngạo thấp không thiếu. Thần long gia tộc những thứ khác 14 người, thấp nhất đều là thần vương cảnh lục tầng thiên, lục tầng thiên ba người. Tất tầng thiên 5 người bát tầng thiên hai người cửu tầng thiên hai người hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên một người nhị tầng thiên một người 14 người chỉ riêng chỉ là 14 tộc nhân mà thôi cũng có thể sánh bằng một cái tông phái một chi tinh nhuệ quân đoàn huống chi vẫn là tạo hóa cảnh bát tầng thiên băng xương long tôn dẫn đội uy thế như vậy như thực lực này không hổ là xứng đáng không thẹn gia tộc lớn chỉ riêng thần long gia tộc cái này chi đội ngũ là có thể càn quét bao gồm vạn kiếm đế cung ở bên trong 10 thế lực lớn thật là mạnh. 20 tuổi hỗn nguyên cảnh tam tầng thiên. Quả thật là thiên tài, Diệp Thần khen ngợi không dứt, chợt nhìn về phía U Minh thập tam, giờ phút này giống như là ngoan đứa nhỏ tựa như ngồi, nào có mới vừa rồi của ngông à. U Minh thập tam cùng công tử điện hạ, căn bản không thể và vạn kiếm đế cung và thần long gia tộc so sánh. Dẫu sao, một cái là xuất thân từ bên trong cùng tông phái, muốn cùng thượng đẳng tông phái, gia tộc cao cấp người so, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Rất nhanh, thời gian cực nhanh, Bạch Khôn trưởng lão gặp đến thời gian kém không nhiều, đã đêm đến 12 điểm, liền mỉm cười tuyên bố, các vị hồn tộc lễ truy điệu bắt đầu. Hắn vẫy tay kêu, đem 10 đứa bé gái mang tới, cùng chung đi trước tế đàn. Tuân lệnh, trưởng lão. Hồn anh ôm quyền đi xuống trong địa lao, tự mình mang 10 đứa bé gái đi lên. Vào giờ phút này, 10 đứa bé gái tất cả mặc quần áo trắng, cả người trên dưới vẽ cổ xưa phủ văn, trong tay trói cánh tay to huyền thiết tỏa liên một cái hợp với một cái, dù là hỗn nguyên cảnh cũng không tránh thoát huyền thiết tỏa liên, lại có thể dùng để khóa 10 đế tôn cảnh, nhập thần cảnh bé gái. Trong chốc lát, mọi ánh mắt cũng quan sát đã qua. 10 đứa bé gái, bốn cái vô lậu chi thể, năm cái ngàn tuyệt chi địa, còn có một cái vạn linh thân thể. Đây có thể đều là thể chất đặc thù. Loại thể chất này người, dù là không chịu bất kỳ tổn thương, không có bất kỳ bảo vật, cũng có thể tu đến hỗn nguyên cảnh. Còn như hợp đạo cảnh, vậy được xem tình huống. Vương Thanh Tuyệt lãnh đạm nói trước, có chút không đành lòng, dùng tính mạng người khác tới thành toàn mình, hắn luôn là có chút không có thói quen. 10 cái rác dưới thể chất Có thể để cho bản Long Tử bước vào hợp đạo cảnh. Là vinh hạnh của bọn hắn, Long Ngạo thì như tên chữ vậy ngạo nghĩ vạn vật, không quan tâm chút nào cái này 10 đứa bé gái tánh mạng. Đối với hắn mà nói, hắn là dòng trí cao vô thượng tử. Dùng con kiến hôi tánh mạng đổi mình tu vi tăng lên, đó là con kiến hôi vinh hạnh. Bình bịch bịch ngã ngã. Bịch bịch ngã ngã. Theo bé gái đi về trước, huyền thiết tỏa liên theo thứ tự rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm. Cầm đầu nắm xích sắt chính là hồn anh, nàng đi tới Bạch Khôn trưởng lão sau lưng, một mặt nụ cười, nói: "Trưởng lão, người chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi." Nàng lúc nói chuyện đều là run rẩy. Mình sắp 30 tuổi, mới hỗn nguyên cảnh trung kỳ nếu không phải được may mắn bắt Kỳ Lâm trở về, làm sao có thể đạt được tham dự cơ hội. Được, 12 người đều chuẩn bị xong, Bạch Khôn trưởng lão ánh mắt quét nhìn qua hồn anh ở bên trong 12 cái hồn tộc thiên tài, lại nhìn về phía Bạch Sương Long Tôn và Thanh Kiếm Tiên Tôn, hơi mỉm cười nói, chúng ta cái này thì lên đường đi. Lời này một nơi, tất cả mọi người tại chỗ cũng kích động đến trình độ cao nhất. Cái này nhưng là ở đây bất kỳ một người nào ngày đêm tư mị cơ duyên à. Lập tức phải hạ xuống. Làm sao có thể không kích động, nhưng là tất cả mọi người đều không có chú ý tới hồn tộc nơi xó xỉnh mặt đất mơ hồ nứt ra lại là xem mạng nhện vậy lan tràn một cổ sao sạc ý uyển như lưỡi đao đem chung quanh cây cối toàn bộ vỡ vụn mà tan vỡ miếng lá trên đứng một người thanh niên thanh niên quả đấm cầm chặt trong mắt tràn đầy cam giận ngút trời thân thể kịch liệt run rẩy một cổ hít thở khó khăn tức giận phảng phất là một đầu hung thú muốn lao ra thanh niên thân thể cái này người thanh niên chính là diệp thần hắn làm sao có thể không tức giận giận. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm một cái thân thể gầy yếu. Tia máu phân bố. Bởi vì vậy thân thể chủ nhân là Kỳ Lâm. Kỳ Tư Thanh muội muội. Cái đó thích ăn quà vặt, một cách tinh quái cô gái. Cái đó ở hắn bước vào côn lôn hư 5 năm, năm, yên lặng dùng nàng người nhỏ nhắn bảo vệ hắn cô gái. Cái đó tuyên bố muốn diệp thần ở hoa hạ bao tất cả quà vặt công xưởng chỉ là nàng một người cung cấp cô gái hắn diệp thần đã từng đáp ứng kỳ tư thanh phải bảo vệ tốt kỳ lâm đây là hắn đối với kỳ gia nhị tỷ muội những năm gần đây báo đáp vốn cho là kỳ lâm ở côn lôn hư có thể cơm áo không lo nhưng là bây giờ hắn nuốt lời hắn không biết kỳ lâm tại sao lại xuất hiện ở linh võ đại lục cũng không biết tại sao sẽ trở thành là hồn tộc cung tế hy sinh vật những thứ này hắn cũng không quan tâm bây giờ kỳ lâm cả người là tổn thương yếu ớt vô cùng càng bị lạnh như băng xích sắt trói buộc. Như nô lệ, như con kiến hôi, không chết không sống. Không có bất kỳ từ ngữ có thể hình dung diệp thần lửa giận trong lòng. Ngút trời vạn trượng lửa giận, dường như muốn chiếm đoạt diệp thần toàn thân. Trong chốc lát, diệp thần quanh thân quanh quẩn ra vô cùng vô tận lửa cháy mạnh, vô số ma quang chọc trời lên, khí tức mạnh mẽ có một không hai thiên hạ. Tiểu tử, chờ lát, nhật quang Phật lên tiếng ngăn lại. Bây giờ đừng ra tay, Nguyệt Quang Phật vậy cảm ứng được Diệp Thần tức giận, vội vàng nói, bây giờ không thích hợp động thủ. Bọn họ sẽ không lập tức chết đi, cùng những người này đều đi vào không vực, ngươi lại nửa đường cứu đi Kỳ Lâm, không được, tuyệt đối không được. Như vậy Kỳ Lâm vậy sẽ bị thương nặng, ta đã đáp ứng Kỳ Tư Thanh chiếu cố nàng muội muội Ta há có thể để cho nàng bị thương nặng, thậm chí hôn mê cả đời, không thể nào, tuyệt đối không được. Diệp thần đã tức giận đến trình độ cao nhất, loáng thoáng ác ma mắt cũng triển khai khi tức quanh người đang đang cấp tốc leo lên chính giữa ba vị sư tôn cho ta mượn lực lượng ta phải cứu ra kỳ lâm lại đánh ra hợp đạo cảnh tạo hóa cảnh coi là cái gì dám động ta diệp thần người đều phải chết được ba vị sư tôn do dự mấy giây cuối cùng đồng thời gật đầu mỗi người đánh ra lực lượng tụ vào diệp thần trong cơ thể trong chốc lát một cổ tiếng nổ có một không hai thiên địa vạch qua tất cả mọi người bên tai oanh cái này một giọng nói thật là vang khắp chu vi vạn dặm. Thậm chí để cho tham gia hồn tộc nghi thức cung tế mọi người không phản ứng kịp. Trung quanh bụi mù cuồn cuộn đột nhiên phun trào, che đậy ở tại chỗ tầm mắt mọi người. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có người phá hoại hồn tộc nghi thức cung tế? Như thế nhiều thế lực chấn giữ, ai lá gan lớn như vậy, điên rồi phải không? Bác cung tử ngọc chân mày khẽ nhăn mày, trịnh bá và bác cung gia tộc cường giả gắt gao bảo vệ nàng một khi có đột nhiên tình huống tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ bắc cung tử ngọc không chỉ bắc cung gia tộc như vậy tại chỗ phần lớn gia tộc đều là như vậy bay trận mà đợi bất quá vạn kiếm đế cung và thần long gia tộc ngược lại là không hoảng hốt chút nào tựa hồ hoàn toàn không quan tâm giờ phút này mọi người ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vậy vạn trượng bụi mù bụi mù dần dần tiêu tán một người thanh niên bóng người hiển lộ ra khi thấy rõ thanh niên kia dung mạo tất cả mọi người đều bối rối lại là hắn bác cung tử ngọc tim đập tựa như dừng lại sư phụ sư phụ tại sao trở lại mấu chốt sư phó hơi thở làm sao biến thành như vậy còn có sư phó ánh mắt lại như vậy xa lạ và lạnh như băng bác cung tử ngọc cảm thấy một cổ sát ý vô tận đây là nàng chưa bao giờ ở diệp thần trên mình cảm giác được giống như ác ma tới từ địa ngục Thời khắc này Diệp Thần nếu như cái thế ma thần vậy, ánh mắt như vạn niên hàn băng, khí tức quanh người lại là để đạt tới kinh khủng hợp đạo cảnh nhất tầng thiên. Huyết mạch lực kích thích, cộng thêm lên ba vị sư tôn tương trợ, lại rút ra lấy hai chuôi hợp đạo thần khí, mấy chục chuôi hỗn nguyên tiên khí lực lượng, hoàn toàn dung vào bên trong cơ thể, lấy phát ra siêu tuyệt chiến lực. Nhưng là cái này duy trì thời gian không biết quá lâu. Hơn nữa kết thúc sau đó tất nhiên phải chịu đựng kinh khủng đau đớn. Diệp Thần không có lựa chọn hắn phải mượn luân hồi mộ địa lực lượng mạnh nhất. Lần này, phải cứu ra kỷ lâm, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Hắn không thể có bất kỳ nương tay. Dù là bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Chỉ là đã từng là cam kết. Hô hô hô, hô hô, đầy trời sấm gió đại tác, vô số gió lớn gào thét, từng cổ một mất đi hơi thở tràn ngập ra, thật giống như ngày tận thế tới vậy. Mọi người hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, xác định là Diệp Thí Thiên, không khỏi thần sắc chấn động một cái. Diệp Thí Thiên, ngươi dám trở về. Diệp Thí Thiên, ngươi muốn làm gì, cút về, huyền vô cùng điện hạ, hồng khôn điện hạ các người dối rít lên tiếng dày. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Thí Thiên sẽ trở về. Mà Trường Ngư Nguyên Cổ và Phi Vũ Càn Thiên nhưng là thần sắc đại biến, bọn họ tự nhiên vậy chú ý tới Diệp Thí Thiên hơi thở không đúng à. Diệp Thí Thiên, làm sao có thể sẽ bộc phát ra hợp đạo cảnh hơi thở. Nhập thần cảnh và hợp đạo cảnh bây giờ chênh lệch quá lớn. Dĩ nhiên linh võ đại lục cũng có bí pháp tăng lên, nhưng mà một khi làm như vậy, võ giả cả đời sẽ bị hủy hà. Dẫu sao võ giả thân xác không chịu nổi lực lượng này. Giá quá lớn. Diệp Thí Thiên điên rồi phải không, phá hủy mình căn cơ. Hắn, tại sao phải trở về? Thì tại sao muốn bùng nổ hơi thở là phải chết chiến? Chúng ta không có hoàn toàn đắc tội Diệp Thí Thiên à, cũng không có hoàn toàn tuyên chiến, Diệp Thí Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thí Thiên, ngươi còn dám can đảm trở về bổn điện hạ ngày hôm nay hút khô ngươi u minh thập tam điện hạ bộc phát ra huyết mạch của mình lực sau lưng hiện ra một cái 50 mươi trượng lớn nhỏ ứng long hư ảnh là không lành lặn tứ lưu huyết mạch hơn nữa tự thân bộc phát ra có thể so với hỗn nguyên cảnh hơi thở đối với hắn mà nói hồn tộc nghi thức không thể phá xấu xa hơn nữa hắn muốn ở đó hai đại chủ lưu thế lực trước mặt tạo hình tượng vèo ngã ngã u minh thập tam ngự không đi vô cùng mạnh mẽ thề phải đem diệp thí thiên chém chết hắn đang giàu không thời gian bắt diệp thí thiên tới chiếm đoạt mất đi lực bây giờ diệp thí thiên tự mình đưa tới cửa là chuyện tốt hắn hai con người tản mát ra đói khát và tà mị sáng bóng diệp thí thiên tới đúng dịp ta không muốn giết người ta bây giờ chỉ muốn mang đi kỷ lâm ngươi như ngăn trở bỏ mặc ngươi tới từ nơi nào ta cũng sẽ để cho ngươi hối hận đi tới cái thế giới này diệp thần thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên kỷ lâm u minh thập tam hừ lạnh một tiếng ta quản ngươi phải dẫn đi ai ngươi dám ở bổn điện hạ trước mặt làm ra vẻ bổn điện hạ sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ u minh thập tam mang ứng long hư ảnh hướng diệp thần chiếm đoạt đi dự định một chiêu đánh chết diệp thần diệp thần trong mắt lạnh như băng khẽ nâng lên tia máu phân bố cực kỳ dữ tợn ngay tại u minh thập tam đến gần lúc đó diệp thần thanh âm vang lên lần nữa chết rồi sau đó tàn ảnh thoáng qua quá nhanh mọi người còn chưa kịp phản ứng liền nghe được một tiếng xuyên thấu tiếng Phốc suy. Một đạo máu tươi biểu bay mấy chục mét. 50 trượng Ứng Long hư ảnh rất miễn cưỡng bị Chu Thần kiếm chặt đứt, chợt vỡ ra, hóa thành vô số kết tinh thể phiêu tán. Bây giờ Diệp Thần lực lượng cũng không phải là thật đơn giản nhập thần cảnh à. Hắn nhưng mà mượn luân hồi mộ địa đại năng lực lượng cưỡng ép tăng lên. U Minh thập tam có cái gì tư cách chống lại? Giờ khắc này, U Minh thập tam thần sắc hoảng sợ, ngực bị Diệt hồn ma thần thương xuyên thủng, một mặt không thể tin thần sắc, đầy búng máu tươi, không thể nào không thể nào, ngươi lại có thể thật sự có hợp đạo cảnh chiến lực, ta không tin à. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Làm sao có thể một cảnh giới thấp hèn phế vật sẽ bộc phát ra như thế chiến lực cường đại. Ta nói một lần chót, ngươi cản ta chết, phịch, theo một đạo tiếng nổ truyền ra. Diệp thần hút khô trên người hắn mất đi lực và giết hại lực, tự thân cảnh giới sau đó tăng lên, trực tiếp bước vào nhập thần cảnh thất tầng thiên, thân xác vậy đã tới hóa cương kỳ cấp 4, mặc dù có liên tục không ngừng lực lượng xông ra tự chữa thân xác có thể thân xác như cũ không chịu nổi nhiều giống lực lượng dung hợp từng bước ở tan vỡ chính giữa hiển nhiên diệp thần bây giờ cần một cái cường đại thân xác hắn thân xác căn bản không chịu nổi lực lượng bây giờ nhưng là diệp thần như cũ cắn răng kiên trì hắn không thể hiển lộ ra bất kỳ lụn bại khuynh hướng hắn dư quang từ đầu đến cuối chú ý bị trói buộc cực kỳ yếu ớt kỳ lâm hắn lửa giận cho tới bây giờ không có tắt phân nửa diệp thần tay cầm diệt hồn ma thần thương từng bước từng bước hướng kỷ lâm đi tới mỗi một bước cũng dẫn động tới tại chỗ mỗi một người lòng bác cung tử ngọc theo bản năng bưng kín miệng mình nàng thân thể mềm mại run rẩy hốc mắt ửng đỏ nàng so người bất kỳ đều biết diệp thần hôm nay cử động sẽ đối với linh võ đại lục sinh ra dạng gì ảnh hưởng đây quả thực là chặn mình đường lui à độc cô gia tộc u minh thập tam chỗ ở hung ma cung bất kỳ một người nào đều không phải là dễ trêu nàng không rõ ràng không rõ ràng sư phụ tại sao phải chịu chết tại sao không tiếc đắc tội bất kỳ cường đại thế lực sư phụ có thể là tới từ thấp vũ thế giới à hắn không có bối cảnh và quyền thế làm sao mặt đối với những người này bác cung tử ngọc hướng hung ma cung nhìn nhất thời sau khi phát hiện người đã động thân mang vô tận tức giận động thân diệp thí thiên ngươi tự tìm cái chết diệp thí thiên thằng nhóc lại dám như vậy ngươi đi chết đi trong chốc lát hung ma cung hai vị hỗn nguyên cảnh cửu tầng thiên hộ pháp cộng thêm lên sáu vị thần vương cảnh đệ tử quyết liên liều chết sông tới đến đây là hết tập 704 rồi nha cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha bắt đầu tập 705 nha hai cổ không gian quy luật lực khuấy động mưa gió biến dạng hư không sau cái thần vương đạo ngang trời cần phải bùng nổ tuyệt cảnh đánh một trận u minh thập tam điện hạ bỏ mình như vậy, bọn họ vậy sống không nổi nữa. Có lẽ chỉ có giết Diệp Thí Thiên, bọn họ mới có một con đường sống cho nên phải toàn lực ra tay. Bởi vì bọn họ ở U Minh Điện Hạ rơi xuống thời điểm cảm ứng được một cái to lớn tin tức. U Minh Thập Tam thần hồn vỡ vụn cho dù là để dành ở hung ma cung ở giữa bộ phận thần hồn lực cũng đã vỡ ra. Đây là hợp đạo cảnh cường giả thủ đoạn à. Khoảng cách xa căn cứ nhân quả đánh bể đối phương cắt đi thần hồn lực hoàn toàn diệt sạch đối phương sống lại có thể. Bây giờ U Minh thập tam là chân chân chính chính tử vong. Không giống với Độc Cô Phong Trần. Bọn họ thậm chí không kịp suy nghĩ Diệp Thí Thiên làm sao sẽ nắm giữ loại này lực lượng. Cho nên, hung ma cung hai vị hộ pháp và sáu người đệ tử đều điên cuồng không để ý hết thảy đánh giết Diệp Thần, cho dù là cuối cùng chết trận cũng phải đem Diệp Thần đánh chết, tránh mình người thân gặp phải cung chủ giận cá chém thớt. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Mấy chục đạo kiếm khí xuyên phá bầu trời mênh mông tại sao còn muốn ngăn trở ta ta nói không muốn giết người nhưng là không đại biểu ta không dám giết người diệp thần thanh âm chậm rãi rơi xuống mắt xem từng đạo tàn ảnh rơi xuống hắn một cái tay khác trực tiếp sử dụng chu thần kiếm đồng thời lấy tuyệt đối đánh giết lực trực tiếp tiêu diệt sáu vị thần vương cảnh hung ma cùng đệ tử thần vương đạo không ngừng văng tung tóe diệp thần không có lòng từ bi hắn biết hắn nếu như không hạ tử thủ hôm nay chết liền sẽ là mình hắn bắt lại sáu cổ thi thể trực tiếp hút chính giữa lực lượng thân xác vậy đang nhanh chóng cởi đổi chính giữa sau hóa cương kỳ một cấp hai thân xác đủ để cho hắn thân xác càng đi về trước một bước hắn bây giờ thân xác vô cùng khao khát lực lượng ta không có nghĩ qua muốn giết hung ma cùng người nhưng nếu các ngươi tự tìm cái chết ta thành toàn cho các ngươi Thời khắc này Diệp Thần đôi mắt tỏa sáng ma quang, liền giống như thượng cổ ma thần vậy, chợt cầm chặt Chu thần kiếm và diệt hồn ma thần thương, đồng thời bùng nổ tuyệt đối mạnh mẽ công kích, Nhật Nguyệt chảm không. Hô hô hô. Hô hô hô. Trong chốc lát một dòng một con phượng bộc phát ra. Thần Long hư ảnh mang thời gian pháp tác lực lượng, tựa như thay đổi thời gian tốc độ chảy, giam cầm ở hai vị hung ma cùng hộ pháp phượng hoàng hư ảnh lộ ra sợ hãi phép tắc vạn cổ lực hóa thành mấy chục đạo không gian lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắn nát hai vị hộ pháp diệp thần nhanh chóng ra tay đem thân xác mảnh vỡ nhiếp với tay cầm thu nạp nhập mình trong cơ thể tăng lên mình nhục thân cảnh giới trực tiếp bước vào hóa cương kỳ cấp 5, như này chỉ có thể bảo đảm mình thân xác chịu đựng cổ lực lượng này mà không văng tung tóe diệp thí thiên thật là ác độc độc à lại có thể chu diệt hung ma cung đoàn người hồng khôn điện hạ thần sắc hoàn toàn băng lạnh xuống thậm chí có chút sợ ý hung ma cung đội ngũ và hắn kém không nhiều thậm chí so hắn mạnh hơn một ít nhưng đều ở đây trong chốc lát bị diệp thí thiên xóa bỏ hung ma cung đều không địch huống chi là hắn vào giờ phút này huyền vô cùng phi vũ càn thiên trường ngư nguyên cổ cùng ba người trực tiếp ngậm miệng đùa gì thế u minh thập tam đạt tới người hung ma cung trong chốc lát chết thảm ở diệp thí thiên trong tay hơn nữa diệp thí thiên cảnh giới và thân xác càng ngày càng mạnh bọn họ có thể sẽ không đi ngăn cản chỉ có thể để cho người hồn tộc tự mình tới bây giờ diệp thần ở bọn họ trong mắt chính là chính cống ma đầu so hung ma cung còn kinh khủng hơn tồn tại mấu chốt bọn họ đến bây giờ đều không hiểu diệp thí thiên rời đi không bao lâu vì sao liền mang theo ngút trời tức giận tới càng thật giống như giết sạch tại chỗ mọi người chuyện gì xảy ra hắn tại sao tức giận như vậy? Bách Lý Tuyết và Bắc Đường Vũ Dương đều là thần sắc chấn động một cái. Thứ nhất là kinh ngạc Diệp Thần sức chiến đấu lại có thể cao như vậy. Thứ hai là khiếp sợ Diệp Thần tại sao tức giận như vậy, trực tiếp tàn sát hung ma cùng đội ngũ, thậm chí hướng Bạch Khôn trưởng lão đi về phía. Hồn tộc nghi thức cung tế nhưng mà vô cùng trọng yếu tồn tại. Chẳng lẽ Diệp Thí Thiên thật muốn phá hoại? Thần Long gia tộc cùng với vạn kiếm đế cung cường giả cũng đều ở à? hắn chẳng lẽ liền một chút cũng không suy nghĩ những người này mạnh mẽ. Bạch Khôn trưởng lão tự nhiên chú ý tới Diệp Thần đang hướng hắn đi tới, hắn vậy khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn đầy hồ nghi. Thậm chí còn có một chút bất an. Diệp Thí Thiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại dám ở ta hồn tộc giết người, thật lấy là không người có thể trói buộc ngươi sao? Bạch Khôn trưởng lão trực tiếp sử dụng binh khí của mình, đồng thời gian chung quanh xông ra trên trăm vị thần vương cảnh thị vệ hắn huy động một chui câu lưỡi liềm thương chìa thẳng vào diệp thần sát ý phóng thích mở nói ngươi bây giờ thối lui lão phu có thể tha ngươi không chết còn như ngươi và những người khác ân oán liền do ngươi tự mình xử lý đáng chết diệp thí thiên tên xúc sinh này còn chưa đi vốn là muốn phải tránh tên tiểu xúc sinh này để tránh đêm dài lắm mộng xảy ra chuyện gì bưng không nghĩ tới tên tiểu tạp chủng này lại có thể hồ đồ ngu xuẩn y ngày hôm nay chỉ cần ta diệp thí thiên còn sống hồn tộc nghi thức cung tế liền nghỉ muốn tiến hành tiếp còn nữa bạn của ta ta phải mang đi lời này vừa nói ra mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh diệp thí thiên lại thật muốn phá hoại hồn tộc nghi thức đây quả thực là hướng rất nhiều thế lực cùng nhau khai chiến à diệp thần chút nào không để ý tới sẽ mọi người phản ứng thẳng bay đến 10 đứa bé gái trước người vừa định đưa tay ra phá hỏng kỳ lâm trên người xiềng xích động thủ giết không tha bạch khôn trưởng lão ngồi không yên trực tiếp giận giống lên trong chốc lát trăm vị thần vương cảnh thị vệ đồng loạt đánh tới người hồn tộc làm sao có thể để cho diệp thần phá hoại nghi thức diệp thần tự nhiên biết không có thể như thế dễ như trở bàn tay mang đi kỳ lâm hắn hừ lạnh một tiếng vô tận ma khí bao trùm toàn thân quay đầu nếu như phong ma vậy một kiếm đâm ra cùng bão kiếm khí nước xoáy trực tiếp vạn cổ vượt qua mười mấy vị thần vương cảnh tầng một tầng hai ngày hồn tộc thị vệ lấy hắn bây giờ nhập thần thất tầng thiên tu vi có thể đánh chết thần vương cảnh thất tầng thiên người hú chi còn có luân hồi mộ địa đại năng lực lượng sát thần vương cảnh thị vệ tự nhiên như đồ sát gà vịt vậy chỉ bất quá hết thảy các thứ này có rất nhiều hạn chế dù là cứu ra kỷ lâm sau tu vi ngã xuống căn cơ bị tổn thương diệp thần vậy nhận diệp thí thiên ngươi dám can đảm hủy diệt huyền thiết tỏa liên mang đi người chính là cùng chúng ta hồn tộc là địch hồn tộc thậm chí còn hồn tộc sau lưng hồn điện căn bản không phải một mình ngươi tiểu bối có thể đụng chạm dù là ngươi bây giờ thời gian ngắn dùng bí pháp tăng lên cảnh giới ngươi có bao giờ nghĩ tới tăng lên sau hậu quả ngươi sẽ chết chết rất thảm thậm chí dính dấp bắc cung gia tộc bạch khôn trưởng lão thẳng tiếp nhận thông điệp cuối cùng diệp thân nhìn một cái bắc cung tử ngọc do dự một giây mở miệng nói tử ngọc hôm nay ta như còn sống rời đi ta định sẽ báo đáp ngươi còn có Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía mọi người, thanh âm lạnh như băng vang khắp. Chuyện hôm nay đều là ta Diệp Thí Thiên một người nơi là và Bắc Cung gia tộc không liên quan. Đây là ta cùng hồn tộc ân oán. Bắt đầu từ bây giờ, ta Diệp Thí Thiên cùng hồn tộc khai chiến, không chết không thôi, bịch bịch. Phốc suy. Một phiến phiến hải cốt phiêu bay ra. Đều là hồn tộc thần vương cảnh, nhập thần cảnh thị vệ, bọn họ thi thể rơi trên mặt đất trong chốc lát hóa thành xương khô do lớn đảo qua hóa thành phấn vụn phiêu tán ở trên trời khung bên trong, thân xác ở giữa tinh hoa cũng trực tiếp bị Diệp Thần thu nạp. Vào giờ phút này, Diệp Thần thân xác hơn nữa mạnh mẽ, trực tiếp có thể sánh bằng thần vương cảnh ngũ tầng thiên thân thể. Miễn cưỡng sức chịu đựng, sắp bước vào hóa cương kỳ cấp 6. Hoặc giả là bởi vì tức giận, hắn mi tâm ác ma mắt vậy hơi dị động, quanh thân ma khí càng phát ra cường thịnh. Ở mọi người nhìn lại, bây giờ Diệp Thần chính là một tôn ma có thể ở Diệp Thần xem ra, hắn coi như là ma, vậy là thủ hộ người bên cạnh ma. Ta như thành Phật, thiên hạ vô ma, ta như thành ma, Phật làm ta thế nào? Lần này, Diệp Thần không tiếc bất cứ giá nào, mở ra rất nhiều lực lượng, huyết mạch lực lượng, ba vị sư tôn lực lượng, hai chuôi hợp đạo thần khí, mười mấy chuôi hỗn nguyên tiên khí lực lượng, là tiếp nhận lực lượng thời khắc cường đại nhất, nếu không phải thân xác tạm được, sợ rằng mình đã căng bể lái tới. Ngoài ra, Diệp Thần lên cấp nhập thần cảnh là dung luyện liền một chuôi Hỗn Nguyên Tiên khí, lúc này mới nhận chịu xuống. Đồng thời, hắn bây giờ ngắn ngủi có hơn nữa có thể phóng thích thời gian pháp tắc và không gian quy luật, chỉ cần có thể tiếp nhận thời gian trong phạm vi, hắn chính là hợp đạo cảnh cường giả, can quét thần vương cảnh, nhập thần cảnh tồn tại. Tiểu Súc Sinh lại vẫn dám cùng hồn tộc khai chiến, ngươi xác định có cái này tư cách? Bạch Khôn trưởng lão gương mặt hoàn toàn tối, hồn tộc mọi người nghe lệnh, ai như Chu Diệt Diệp thí thiên, ta liền cho hắn vô tận cơ duyên, thậm chí phá lệ thu học trò. Lời này vừa nói ra, hồn tộc cường giả hô hấp cũng dồn dập. Thậm chí nhìn về phía Diệp thần trong mắt, tràn đầy rất lưu luyến. Giống như thấy được con mồi vậy. Đây là nơi hồn tộc, bọn họ lại là nhiều người như vậy. Nếu như còn không bắt được một tên tiểu tử, vậy thì thật là hồn tộc chuyện tiếu. Vô Số đạo thân ảnh lần nữa hướng Diệp thần đi. Bạch Khôn trưởng lão hai tay chắp sau lưng, nhìn một cái thần long gia tộc và vạn kiếm đế cung người, tiếp tục nói, "Ta biết ngươi phải làm gì. Những thứ này cung tế vật là nghi thức mấu chốt, ngươi không thể mang đi, bọn hắn giá trị chính là hiến tế." Nghe được câu này, Diệp Thần tức giận càng phát ra cháy. "Hiến tế? Buồn cười. Các ngươi hồn tộc cao cao tại thượng, thật lấy là có thể chấp trưởng hết thảy sao? Ta bỏ mặc nghi thức này trọng yếu bao nhiêu, ta chỉ biết là bạn của ta không thể chết được." như phải chết cũng phải từ ta Diệp Thí Thiên trên mình bước qua đi. Diệp Thần xoay người một nhát thương đâm ra, thương cương hóa thành một con du long, liên tục xuyên thủng 17 vị nhập thần cảnh. Thần vương cảnh thị vệ lại lần nữa lay động thân súng, vô cùng mạnh mẽ ma uy tản mát ra, trực tiếp bị thương nặng muốn muốn ám sát Diệp Thần hồn anh. Hắn nhìn về phía hồn tộc 12 người thanh niên, thân sắc âm lạnh xuống, các ngươi muốn dùng ta linh hồn người, mở ra khải tế đàn, lấy này lấy được lực lượng. Xin lỗi, ta không đáp ứng. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bắt lấy kỳ lâm hồn anh liên đới 11 vị thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh sơ kỳ hồn tộc thiên tài. Trực tiếp bị Diệp Thần vận dụng diệt hồn ma thần thương, đem toàn bộ đánh chết, rồi sau đó hút kỳ đạo ẩn và thân xác lực, lại lần nữa mạnh mẽ mình, dù chưa đột phá, nhưng mình bản thể đã cường đại hơn. Thu nạp người khác đạo nguyên, thân xác lực. Mạnh mẽ tự thân. Một điểm này, mặc dù cùng ma đạo ngang hàng, nhưng là diệp thần chưa bao giờ đối với bỗng dưng vô cớ người vô tội sử dụng đều là đối với mình kẻ địch sử dụng dù sao kẻ địch cuối cùng đều phải chết hấp thu lực lượng và đạo ẩn cũng coi là người dùng đúng việc hoặc giả là bởi vì động tĩnh quá lớn hơi hôn mê Kỳ lâm mở mắt ra rất khó khăn rất thống khổ từng đạo ánh sáng đập vào mắt kỳ lâm trong phảng phất thấy một cái ngạo nghễ thanh niên bóng người thân ảnh này rất quen thuộc mơ hồ thế giới dần dần rõ ràng Kỳ Lâm tràn đầy nước mắt gương mặt lần đầu tiên xuất hiện mặt mày vui vẻ. Diệp thần, ngươi vẫn phải tới, ta cũng biết. Ngươi còn thiếu ta quả vặt, ngươi đáp ứng ta muốn tìm tỉ tỉ, ngươi. Yêu ớt thanh âm càng ngày càng nhẹ. Kỳ Lâm lần nữa nhắm mắt lại. Nàng quá mệt mỏi. Diệp thần lòng giống như bị cái gì mềm mại đụng chạm, sát ý lạnh như băng ngắn ngủi thu liễm, hắn cười, đó là vẻ ôn tình. Chỉ thuộc về Kỳ Lâm ôn tình. Kỳ Lâm, ta mang ngươi đi. Diệp Thần vậy từ tính thanh âm rơi xuống, rắc rắc. Diệp Thần trực tiếp bẻ gãy huyền thiết tỏa liên, ôm lên Kỳ Lâm, diệt hồn ma thần thương và chu thần kiếm quanh quẩn quanh thân, không ngừng thả ra thời gian pháp tắc và không gian quy luật, ngăn cản hồn tộc cường giả mãnh công. Hắn đảo mắt nhìn xem những thứ khác chín đứa bé gái, dứt khoát vung tay lên dùng bí pháp đưa đi. Dù sao hắn nàng mấy người cũng là bị hồn tộc nơi bắt người. Dứt khoát, một đạo cứu. Diệp Thí Thiên, ngươi lại dám mang đi hồn tộc tế phẩm, ngươi là ở tự tìm cái chết. Bạch Khôn đã tức giận đến trình độ cao nhất, trực tiếp sử dụng một tấm lệnh bài, ngay tức khắc mưa gió chợt đổi, vô số cường giả từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Chính giữa, nhập thần cảnh người hơn 10 ngàn, thần vương cảnh mấy trăm, hỗn nguyên cảnh hơn 10 vị. Thậm chí còn có mấy vị hợp đạo cảnh trưởng lão, giờ phút này hoàn toàn đem Diệp Thần bao vây nghiêm mật. Đây quả thực là cục hẳn phải chết. Chẳng ai nghĩ tới bạch khôn trưởng lão biết nhúc nhích dùng cái này một tầng lực lượng, xong đời, xong rồi, xong rồi. Đỗ bạch sắc mặt thương trắng, thấy như vậy cảnh tượng, suýt nữa bất tỉnh. Bác Cung Tử Ngọc cũng không nghĩ tới, sẽ là cái này bức cục diện. Nàng mắt khóc rưng rưng nhìn về phía trịnh bá, còn chưa lên tiếng, liền bị trịnh bá cắt đứt. Thất tiểu thư. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ tốt mình. Trịnh Bá trước thời hạn nói chuyện, hắn và Lệ Thúc liên thủ bố trí ra một cái không gian bình phong che chở, bọc lại Bắc cung Tử Ngọc, đồng thời đối với Bắc cung gia tộc cầu viện còn như Diệp Thần. Chính bọn họ đều có thể bị giận cá chém thớt. Tự thân khó giữ được, thì càng đừng đề ra Diệp Thần không bảo vệ được. Trừ phi Diệp Thần mình còn có thủ đoạn, nếu không hôm nay là hẳn phải chết. Thật là lớn đảm phách. Đây là đối với chúng ta 10 gia tộc lớn và hồn tộc, Thần Long gia tộc, Vạn Kiếm đế cung khai chiến à? chỉ cần ta ở đây, ngươi đừng hòng rời đi. Hồng Khôn Điện Hạ lạnh lùng vừa nói, nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ, hy vọng hồn tộc Chu diệt Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên như vậy của ngông. Phải đánh chết. Nếu không chúng ta mặt mũi không tích chữ à. Rào rào ngã ngã ngã. Một đạo cái thế kiếm khí, xông phá tầng tầng phòng ngự, trực tiếp rơi vào hồng khôn đoàn người trên mình đi đôi với từng đạo tiếng nổ truyền gia hồng khôn một nhóm bảy người cộng thêm lên hai vị hỗn nguyên cửu tầng thiên hộ pháp trực tiếp trọng thương lão tử đã sớm xem các ngươi không vừa mắt bắc đường trăm dặm bắc cung ba gia tộc lớn nhanh chóng rời đi diệp thần mắt nhìn xuống những thứ này hồn tộc cường giả không chỉ có lộ ra nụ cười nói hôm nay ta muốn đại khai sát giới ai như ngăn trở tự gánh lấy hậu quả lời này vừa ra Bắc Đường Vũ Dương, Bách Lý Tuyết đạt tới hai người của đại gia tộc, nhanh chóng bị bọn họ hai vị hộ pháp mang đi, tránh sang núi xa xa trên đỉnh núi xem cuộc chiến. Bác Cung Tử Ngọc còn chưa kịp phản ứng tới đây, liền bị lệ thúc mang đi. Đến đây là hết tập 705 rồi nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bắt đầu tập 706 nha. Bên cạnh, Phi Vũ Càn Thiên, Trường Ngư Nguyên Cổ, Độc Cô Gia, Đoan Mộc Thanh Nham người tự nhiên tức giận, hồn tộc nghi thức đối với bọn họ vô cùng trọng yếu. Làm sao có thể mặc cho Diệp Thí Thiên phá hoại? Mâu chốt vạn kiếm đế cung và thần long gia tộc đang ở phụ cận. Bọn họ tự nhiên muốn tỏ thái độ. Nói không chừng mượn lần này cơ hội trực tiếp leo lên cao chi. Đây có thể so thực lực tăng lên còn trọng yếu hơn. Vì vậy, rất nhiều gia tộc cũng hướng Diệp Thần đi. Ý định giết người lúc này lan tràn ra. Diệp Thần con người lạnh như băng, đối với bất kỳ ngăn trở hắn tồn tại cũng không có nương tay. Ánh đao kiếm ảnh dưới. Đối với Diệp Thần xuất thủ mọi người lại chết chết, bị thương tổn thương, đến đây, 10 thế lực lớn. Trừ đi Bắc Đường, trăm dặm, Bắc cung ba gia tộc lớn rời đi ra. Những thứ khác bảy thế lực lớn, lần này hồn tộc chuyến đi, tổn thất thảm trọng. Diệp Thí Thiên, ngươi có biết ngươi hôm nay xông bao lớn họa, ngươi còn dám tập sát bảy thế lực lớn người, ngươi là thật không sợ chuyện à? Bạch Khôn trưởng lão tự mình nắm trong tay hợp đạo thần khí mãnh công, lại nhất thời gian cũng chưa mở Diệp Thần phòng ngự. Bảy thế lực lớn thì như thế nào? Nếu đối với ta nổi lên sát tâm, vậy ta thì phải đem hết thảy uy hiếp bóp chết ở nơi bên trong. Huống chi, ngươi hồn tộc thì như thế nào, bảy thế lực lớn thì như thế nào, hôm nay muốn cản ta. Diệp Thần không sợ chút nào, như cũ phóng thích hai chuôi hợp đạo thần khí và 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí lực lượng, lực lượng chưa đủ liền từ mấy trăm kiện thần vương trong máy rút ra lấy. Hắn một người, có thể là có sánh vai hai cái hạ đẳng tông phái nội tình. Trong thời gian ngắn, con chịu đựng được. Thanh kiếm tiên tôn. Bạch xương long tôn. Diệp thí thiên người này dám can đảm phá hoại hồn tộc lễ truy điệu nghi thức. Hai người các ngươi chờ chút, ta hồn tộc sẽ đem người này tru diệt. Bạch khôn trưởng lão hoàn toàn điên cuồng, gia chủ không có ở đây, hắn là giờ phút này quyền vị nặng nhất người, ngay lập tức gian lại lần nữa sử dụng mấy tấm lệnh bài. Hắn tuyên bố, tám vị thần quân bày trận. 18 vị tôn giả phối hợp 180 vị thần vương cảnh lại vài một hồi. Dù là Diệp Thí Thiên, thật sự là hợp đạo cảnh võ giả, cũng cho rất miễn cưỡng mà chết. Diệp Thí Thiên, ngươi coi như hợp đạo cảnh thì như thế nào? Bồn trưởng lão bổ nhiệm hồn tộc 8 vị hợp đạo cảnh trưởng lão, 18 vị hỗn nguyên cảnh hộ pháp, 180 vị thần vương cảnh đệ tử, tới chu diệt ngươi. Còn không tin ngươi có thể còn sống, tuân lệnh, rõ ràng tám đạo thanh âm xuất hiện sau đó bóng người từ trời mà rơi phân biệt chiếm cứ bát quái vị ắt phải phong sát diệp thần gần như đồng thời tám vị hợp đạo cảnh trưởng lão sử dụng tám chuôi hợp đạo thần khí lẫn nhau câu liền chung một chỗ tạo thành một tòa bát quái càn khôn trận vô số lóe lên ánh sáng rực rỡ hiện lên trong đó từng cổ một lực lượng hủy diệt tràn ra một khắc sau 18 vị hỗn nguyên cảnh 180 vị thần vương cảnh đệ tử vậy xuất hiện vèo 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 Bầu trời bên trong rất nhiều hồn tộc cường giả bay tới. 18 vị hộ pháp, 180 vị đệ tử, tạo thành tầng ba người tam tài trận ở bát quái Càn Khôn trận ra, đem Diệp Thần phong tỏa nghiêm nghiêm thật thật, giết, nhật nguyệt chảm không. Càn Khôn nhất kích. Diệp Thần bùng nổ mình công kích mạnh nhất, đồng thời điều động 7 chuôi thần vương khí, 3 chuôi hỗn nguyên tiên khí cùng chung phát động mãnh công, như là bắn ngược trở về, trên người quần áo vỡ vụn mấy phần, chỉ có thể dựa vào rất nhiều binh khí ngăn cản trận pháp công kích hắn dẫu sao còn ôm kỳ lâm, căn bản không có biện pháp thi triển tay chân. Thậm chí có chút chật vật. Nhưng là Diệp Thần lại không dám tùy ý đem kỳ lâm đưa đi. Kỳ lâm đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Vạn nhất bạch khôn trưởng lão âm thầm ra tay, vậy hôm nay hết thảy đều uống phí. Ngay tại Diệp Thần phiền não đang lúc, Diệp Thần bên tai vang lên một giọng nói. Đồ nhi, trong tay người bé gái thể chất đặc thù, hơn nữa nàng sinh mệnh lực yếu ớt, lại bị hồn tộc phong ấn, ngược lại là có thể bỏ vào luân hồi mộ địa. Diệp Thần ngẩn ra, mặc dù không rõ ràng luân hồi mộ địa lúc nào có thể thả người sống, nhưng là bây giờ hắn hiển nhiên không lo được như thế nhiều. Trực tiếp gật đầu đáp ứng, Kỳ Lâm, ta trước đưa ngươi đến một chỗ. Rất an toàn, tin tưởng ta, ta sẽ mang ngươi rời đi. Diệp Thần cũng không để ý Kỳ Lâm có thể nghe được hay không, trực tiếp đem Kỳ Lâm bỏ vào luân hồi mộ bên trong. Luân hồi mộ bên trong, băng kiếm tiên tôn, nguyệt quang Phật và nhật quang Phật đồng thời chuyển vận lực lượng cho Diệp Thần, dần dần dược sư phật cũng đem mình lực lượng chuyển vận cho liền diệp thần bọn họ biết hôm nay có thể là diệp thần trước mắt đối mặt lớn nhất kiếp nạn diệp thần đối mặt kẻ địch quá mức kinh khủng căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại chỉ có chuyển vận lực lượng mới có thể làm cho diệp thần sống sót khả năng này sẽ có giá cực lớn nhưng là cũng sẽ là cơ duyên cực lớn liền xem diệp thần như thế nào nắm trong tay bình bịch bịch oanh 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 tầng ba đại trận có thể so với một cái nhỏ yếu bên trong cùng tông phái lực lượng đang toàn lực mãnh công diệp thần tám vị hợp đạo cảnh cường giả cầm đầu 18 vị hỗn nguyên cảnh hộ pháp là phụ 180 vị thần vương cảnh đệ tử chuyển vận lực lượng cần phải đem diệp thần trực tiếp đánh chết trận pháp huyễn hóa ra vô số thiên long và phượng hoàng không để ý hết thảy tư đi giết diệp thần chỉ có thể miễn cưỡng giúp đỡ sợ rằng không bao lâu liền chạm chán bại chết theo các loại tiếng nổ và ánh sáng rực rỡ lóe lên, bên trên Thần Long gia tộc Vạn Kiếm Đế cung cũng đối với Diệp Thần nổi lên cực lớn hứng thú. Cái này Diệp Thí Thiên, lá gan không nhỏ, thật đúng là cuồng ngông à. Long ngạo đều không đáng cảm khái một câu, nhập thần cảnh thất tầng thiên lại có thể bộc phát ra hợp đạo cảnh nhất tầng thiên chiến lực, mặc dù có binh khí gia trì, nhưng không nghi ngờ chút nào sau lưng hắn có chút cường giả ở giúp đỡ hắn. Nếu không, giờ phút này hắn đã là một thi thể chính là không biết rốt cuộc là người nào ở giúp đỡ hắn hắn nhìn về phía bạch sương long tôn hỏi cô ngươi cảm thấy thế nào bạch sương long tôn hơi chớp mắt ngưng mắt nhìn diệp thần một người ngăn cản nhiều cường giả như vậy mãnh công trong mắt vậy lộ ra lau một cái đồng ý nói nhập thần cảnh thất tầng thiên không hề thiếu bảo vật thậm chí có thể có cường giả phong ấn ở trong cơ thể hắn lấy hắn cảnh giới và thân xác vượt qua một cái cảnh giới lớn tương đương hoặc là đánh chết thần vương cảnh thất tầng thiên không thành vấn đề nhưng là muốn còn sống đi ra ngoài, rất khó. Nhập thần cảnh thất tầng thiên, đem ba cái đại đạo tu luyện tới trình độ kinh khủng như vậy. Càng đem thân xác chui luyện đến hóa cương kỳ cấp 5. Tầm thường mà nói, nhập thần cảnh thất tầng thiên hẳn là kim thân phách thể cấp 7, nhưng Diệp Thí Thiên nhưng là hóa cương kỳ cấp 5. Nếu như nói là tới từ thế lực lớn, vậy chế tạo hóa cương kỳ thân thể tài nguyên liền có thể giải thích. Nhưng không phải tới từ tại thế lực lớn. Như vậy, muốn chế tạo ra vượt xa cảnh giới thân xác, tất nhiên cần rất nhiều tài nguyên. Mà những tài nguyên kia không nghi ngờ chút nào là cướp, như vậy thanh niên có thể cướp đoạt như thế nhiều tài nguyên. Vậy đủ để chứng minh năng lực và quả quyết, ta nhẫn trình độ là một có thể tạo chi tài. Long ngạo sâu đậm nhìn một cái bạch xương long tôn, hắn nhưng mà chưa từng nghe nói cô khen người như thế. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Diệp Thí Thiên trên mình. Bí pháp mà thôi, Diệp Thí Thiên, ngươi và ta trên lệch chính là rãnh trời, đáng tiếc ngươi phải bỏ mạng nếu không ta ngược lại là có thể dạy ngươi làm người không chỉ thần long gia tộc đối với diệp thần cảm thấy hứng thú một bên vạn kiếm đế cung phản ứng mãnh liệt hơn thanh niên này ta làm sao cảm giác có chút quen thuộc vạn kiếm đế cung vương thanh tuyệt cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay dần dần lời nói nói tại sao ta cảm giác kiếm pháp của hắn có ta vạn kiếm đế cung bóng dáng không sai có chút tương tự thoát thai tại ta vạn kiếm đế cung bóng dáng chẳng lẽ là ta vạn kiếm đế cung một vị trưởng lão ẩn núp đệ tử. Thanh kiếm tiên tôn cũng có chút hiếu kỳ, Diệp Thần thi triển ra công pháp rất tạp, chính giữa liền bao gồm băng kiếm tiên tôn hàn băng kiếm quyết và thì không kiếm quyết, nhưng chỉ là từng chiêu từng thức, cũng không phải là hoàn toàn thi triển ra toàn sáo kiếm quyết, cho nên hai vị vạn kiếm đế cung đệ tử ưu tú và trưởng lão cũng chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng là không nói được. Rốt cuộc là làm sao cái quen thuộc pháp, bọn họ cũng không biết thằng nhóc này và môn phái của mình có liên quan gì? Bình bịch bịch, oanh oanh oanh. Gần như đồng thời gian, liên tiếp chuỗi tiếng nổ truyền tới. Rõ ràng có thể gặp hơn trăm kiện thần vương khí vỡ ra, sinh ra dư âm giống như bong nguyên tử nổ vậy. Trong chốc lát phá hủy hồn tộc 10% lãnh địa, bao vây diệp thần tầng 3 trận pháp cũng theo tiếng bể ra. Tích tí tách bọt. Bình bịch bịch, theo tới, bầu trời bên trong từng cái thần vương đạo gãy lìa, vô số không gian phép tác lực lượng giật tản ra, hồn tộc 180 vị tham dự vây quét diệp thần đệ tử ở trăm kiện thần vương khí tự bạo tình huống đã vẫn diệt 25 người chi hơn. Những người khác vậy tất cả bị thương thật nặng. 18 vị hỗn nguyên cảnh hộ pháp bạo lui mấy chục bước mới khó khăn lắm dừng thân hình, thần giác treo máu tươi, một mặt không thể tưởng tượng nổi hình dáng. Tốt ác độc tiểu tạp chủng. Khó trách dám xông ta hồn tộc à. 8 vị hợp đạo cảnh trưởng lão, mỗi người lui về phía sau một bước bọn họ bị đánh vào nhưng bọn họ có hư thể kỳ thân xác tạm thời còn chưa đến nỗi sẽ bị thần vương khí tự bạo mà bị thương nặng nhưng vậy bị thương không nhẹ chỉ là vẫn còn ở có thể tiếp thụ trong phạm vi bất quá tự bạo trăm kiện thần vương khí bút tích không nhỏ đáng chết liền đi bụi mù tiêu tán vốn là thở dốc mọi người hô hấp hoàn toàn dừng lại con ngươi tựa như đều phải nổ tung không có chết làm sao có thể Bạch Khôn trưởng lão thần sắc đại biến, nhìn thấy từ rất nhiều hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí bên trong đi ra Diệp Thần, lại có thể không có bị bao lớn tổn thương, đây là nổ thần vương khí sau đó lại dùng những binh khí khác phụ trợ tự thân, cho nên không có chết. Nhưng là, hắn nổ như thế nhiều thần vương khí, làm sao có thể không có bị cắn trả đến à? Diệp Thí Thiên, ngươi ngày hôm nay không chết đều phải chết à? Tất cả mọi người, lên cho ta, bạch khôn trưởng lão nhìn những cái kia chết bị thương nặng hồn tộc đệ tử không có cảm giác đáng tiếc ngược lại là cảm giác mình uy nghiêm bị hoàn toàn khiêu chiến đến mình điều động nhiều người như vậy ra tay ngược lại còn bị giết chết nhiều đệ tử như vậy thậm chí chém chết ba vị hỗn nguyên cảnh hộ pháp nếu là đánh không chết diệp thí thiên mặt mũi của hắn ở chỗ nào toàn bộ cùng tiến lên các ngươi hồn tộc là thứ gì muốn giết ta vậy sẽ phải có lấy mạng đổi mạng chuẩn bị Diệp Thần lau chùi thần giác máu tươi, khí tức quanh người vậy yếu bớt xuống, đại khái chỉ còn lại hỗn nguyên cảnh ngũ tầng thiên hơi thở chiến lực. Hắn thân xác rất đau, nhưng là hắn không có nửa điểm thống khổ dáng vẻ. Ngược lại ham hở. Hắn không sợ chút nào, vung cánh tay hô lên, quanh thân lóe ra vô cùng vô tận sáng bóng, không ở cười to nói, nếu lão tử không sống nổi, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tất cả chiến khôi. Thần binh, đi ra đi ta tự bạo chiến khôi và thần binh nổ cũng cho các ngươi nổ chết trong chốc lát mấy trăm hơn đạo quang chạch ngất trời ra 570 vị nhập thần cảnh chiến khôi, 127 vị thần vương cảnh chiến khôi, 18 cái hỗn nguyên cảnh chiến khôi. Cộng thêm lần trước 1300 chuôi tiên khí, 857 chuôi thần vương khí, 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí, 2 chuôi hợp đạo thần khí. Đồng thời gian trôi lơ lửng ở diệp thần quanh thân, hơn nữa lóe ra cực hạn ánh sáng rực rỡ, sợ rằng một khắc sau liền muốn vỡ ra xem thấy vậy cảnh tượng. Hồn tộc mọi người vội vàng dừng tay, cho dù là tám vị hợp đạo cảnh trưởng lão cũng quyết liên lui ra ngoài, không dám cứng đối cứng. Người điên, cái này Diệp thí thiên chính là triệt triệt để để người điên. Đây hoàn toàn là muốn lấy mạng đổi mạng à? Đến lúc đó toàn bộ hồn tộc đều có thể không còn tồn tại. Dù là thần long gia tộc và vạn kiếm đế cung tất nhiên vậy phải chịu đựng kinh khủng tổn thất à. Một đám phế vật lại có thể chạy lão tử nói cho các ngươi, lão tử cướp 100 cái tông phái đệ tử. Tích lũy xuống những bảo vật này, không nói khác, sánh bằng hai ba cái hạ đẳng tông phái nội tình là đầy đủ. Diệp thần dù là thương thế nặng hơn, như cũ cùng vọng cười to. Hắn đang đánh cuộc. Đánh cuộc tất cả mọi người sợ hãi. Tất cả mọi người đều lấy là hắn là một người. Nhưng là sai hoàn toàn. Không tính là luân hồi mộ. Không tính là bốn vị sư tôn hắn cũng có nhập thần cảnh đến hỗn nguyên cảnh chiến khôi 700 cái. Chính giữa toàn bộ đều là lợi dụng ở kim Phật mật tông bên trong đánh chết các phái đệ tử, trưởng lão thi thể nơi luyện chế được chiến khôi. Hắn một người, thật ra thì đình lên một cái môn phái, bạch khôn. Ta Diệp Thí Thiên đem lời đặt ở trước mặt, ngươi ngày hôm nay dám hạ làm mãnh công ta. Ta liền nổ những binh khí này và chiến khôi, đừng nghĩ dùng thời gian pháp tắc tới thay đổi tốc độ chảy. Ta có hợp đạo thần khí, không chịu thời gian pháp tắc khống chế, hơn nữa, ta cho tới bây giờ chưa thử qua như thế nhiều binh khí và chiến khôi cùng nhau tự bạo đầu. Diệp thần tà mị mà cùng vọng ngưng mắt nhìn Bạch Khôn, không ở điên cuồng cười to nói, ngươi đoán một cái, nổ những thứ này sẽ không sẽ bị tiêu diệt ngươi toàn bộ hồn tộc đâu. Hắn đứng trên mặt đất lên, quanh thân, giữa không trung, đỉnh đầu lơ lưỡng binh khí và chiến khôi. Vào giờ phút này, không có một người dám can đảm đến gần hắn. Cái này sẽ, hắn chính là một chỉa vào bom nguyên tử tồn tại. Ai đã qua, vạn nhất nổ, đó chính là chết được liền mảnh vụn cũng không còn. Như đã nói qua, ta cảm thấy ngươi cái này hồn tộc địa bàn không tốt lắm, khắp nơi đều là các thổ thạch đầu, mặc dù những thứ này đá chất liệu không bình thường, có thể dùng để chế tạo tiên khí. Chỉ là đâu, ta không thích, dứt khoát có thể cho các ngươi sửa đổi một chút địa bàn. Diệp thần giờ phút này hoàn toàn không sợ, tựa như chính là đang nói chuyện trời đất vậy, nhưng cũng có thể tùy thời tùy chỗ nổ tiên khí và chiến khôi. Hắn tiếp tục cười nói, cho nên ta nổ những thứ này cũng có thể đem các ngươi hồn tộc địa bàn cho từ đồng bằng nổ thành lồng chảo đi. Ngươi hồn tộc trên dưới chắc có không thiếu tiên khí, không thiếu tiên đá, bảo vật à. Ngươi nói, lão tử nổ những binh khí này chiến khôi sẽ sẽ không nhận liền ảnh hưởng đến những binh khí kia và tiên đá, đưa tới hai lần, ba lần nổ đâu, cuồng ngông, bá đạo, không muốn sống. Ngay lập tức gian, toàn bộ hồn tộc cũng đờ đẫn xuống bọn họ ngưng mắt nhìn diệp thần tim mình đều run rẩy rất sợ diệp thần một khắc sau trực tiếp nổ toàn bộ tiêu tán mọi người trước kia đối lập đều là ân oán cá nhân chẳng qua lẫn nhau đuổi giết đi diệp thí thiên cái này mẹ hắn là ý gì đâu chĩa vào như thế nhiều chiến khôi và binh khí muốn tự bạo không mang theo chơi như vậy à như vậy cũng tốt so ở hoa hạ vốn là hai người so tài võ học kết quả đối diện mở tanh cưới đến đây là hết tập 706 rồi nha Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bắt đầu tập 707 nha. Cái này chơi một sắm à. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được, đánh. Vậy mọi người cùng nhau xong đời, không đánh, vậy mọi người mặt mũi ở chỗ nào à? Trong chốc lát lâm vào rằng co, mọi người đều không lên tiếng. Chợt một khắc sau, một giọng già nua chuyển tới, bạch khôn, động thủ lão phu sẽ dùng thời không quy luật bảo vệ các ngươi. Các ngươi chín người chết không hết. Vị kia chấn giữ hồn tộc tạo hóa cảnh đại năng lên tiếng. Bạch Khôn cùng người thần sắc biến đổi, hơi mừng rỡ, có lão tổ ra tay, mình cùng chín vị hợp đạo cảnh trưởng lão sẽ không chết. Tốt lắm, Diệp Thí Thiên nhất định phải chết. Diệp thần trong lòng lột bộp một chút, hoàn toàn nặng đến chỗ sâu. Hắn tự nhiên không thể nào nổ. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đạo hồn tộc còn có một vị lão tổ, Đáng chết, lần này hắn thua cuộc. Thật chẳng lẽ phải chết? Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng dần dần xuất hiện lau một cái kiên quyết, giết, Bạch Khôn trực tiếp hạ lệnh. Tám vị hợp đạo cảnh trưởng lão quyết liên giết ra. Thì không kiếm quyết. Hàn băng kiếm quyết. Diệp Thần chợt quát hai tiếng, lấy ra Chu Thần kiếm và một chuôi hỗn Nguyên tiên khí trường kiếm, song kiếm qua, thân kiếm lóe ra thời gian pháp tắc và không gian quy luật cần phải ngay lập tức gian điểm bạo những binh khí này và chiến khôi, đồng thời bùng nổ toàn thân chiến lực, đánh chết tám vị trưởng lão. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn liều mạng chết đến một khắc cuối cùng. Chờ một chút. Toàn bộ dừng tay. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, thanh kiếm tiên tôn quát lên một tiếng lớn, một mình xông vào chiến trường bên trong, một trưởng oanh bay tám vị hợp đạo cảnh trưởng lão. Một màn này hoàn toàn để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cao cao tại thượng vạn kiếm đế cung lại ra tay nhưng mà vạn kiếm đế cung không phải hẳn đứng ở bọn họ hồn tộc bên này sao? Dưới mắt lại là chuyện gì xảy ra? Không chu diệt diệp thí thiên, ngược lại không chút lưu tình oanh bay hồn tộc trưởng lão. Liên liên thần long gia tộc người diễn cảm cũng có chút cổ quái. Long ngạo cho mày, đối với bên người bạch xương long tôn hỏi, ô, vạn kiếm đế cung là ý gì? cái này diệp thí thiên hẳn chu diệt mới đúng diệp thí thiên không chết hồn tộc nghi thức liền tiến hành không đi xuống ta thần long gia tộc và vạn kiếm đế cung liền không có được nửa điểm chỗ tốt bạch xương long tôn không có chút ba động nào nhàn nhạt nói nhìn tiếp vô số nghi ngờ tầm mắt đều rơi vào thanh kiếm tiên tôn trên mình dưới con mắt mọi người thanh kiếm tiên tôn xoay người nhìn về phía diệp thần cưỡng ép chế trụ nội tâm khiếp sợ thanh âm run rẩy nói thằng nhóc ngươi làm sao sẽ thì không kiếm quyết thì không kiếm quyết Vạn kiếm đế cung băng kiếm tiên tôn độc môn kiếm quyết. Những lời này vừa ra tới, vạn kiếm đế cung mọi người thần sắc biến đổi. Cho dù là thần long gia tộc Bạch Sương Long Tôn cũng rõ ràng liền cái gì. Cái này Diệp Thí Thiên. Có thể là biến mất 50.000 năm băng kiếm tiên tôn đệ tử. Huống chi có thể là đạt được nguyên vẹn truyền thừa đệ tử. Không, không phải truyền thừa băng kiếm tiên tôn không sẽ đem mình độc môn kiếm quyết thành tựu truyền thừa lưu truyền xuống vậy tất nhiên chính là diệp thí thiên gặp qua băng kiếm tiên tôn thanh kiếm tiên tôn ngươi có ý gì vị kia hồn tộc lão tổ lên tiếng hỏi thăm hắn gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm tiên tôn không chút nào để ý tám vị hợp đạo cảnh trưởng lão tình huống người trẻ tuổi này chúng ta vạn kiếm đế cung phải dẫn đi thanh kiếm tiên tôn chán gian tràn đầy vô cùng vô tận kiếm khí trong chốc lát rời thân thể nhắm ngay hồn tộc tất cả cường giả bao gồm 9 vị hợp đạo cảnh trưởng lão bỏ mặc diệp thí thiên là lai lịch gì cũng có thể và biến mất băng kiếm tiên tôn có liên quan dù là không liên quan cũng phải để cho vạn kiếm đế cung đi sâu vào điều tra thanh âm hắn lạnh như băng nói nếu như ngươi không buông tay hoặc là nói ngươi cố ý muốn giết diệp thí thiên nói ngươi hồn tộc chỗ này địa phương chuẩn bị diệt tuyệt đi đây là ta vạn kiếm đế cung sức uy hiếp uy hiếp trắng trợn hồn tộc cái thế lực này rắc rối phức tạp sau lưng còn có hồn điện vậy thế lực căn bản không dám đắc tội dù là bắc cung gia tộc cũng là như vậy nhưng là vạn kiếm đế cung thật có thực lực này đây là đang tuyên chiến ngươi dám hồn tộc lão tổ thốt nhiên giận dữ đây là ta hồn tộc địa bàn ngươi vạn kiếm đế cung thật lấy là linh võ đại lục do các ngươi định đoạt không được thanh kiếm tiên tôn con ngươi đông lại một cái bước ra một bước linh võ đại lục ta vạn kiếm đế cung có thể nói hay không liền coi là ta không biết nhưng là bây giờ đối mặt các ngươi hồn tộc ta vạn kiếm đế cung dám là hết thảy diệp thí thiên ta đảm bảo định vèo 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 vô số hàn băng kiếm khí phân bay ra nhóm lớn nhập thần cảnh hồn tộc tộc nhân trực tiếp chết thi thể cũng hóa thành một cái cái cục băng thanh kiếm tiên tôn cường thế vô cùng nói lại cho ba người dây suy tính thời gian để cho người ngươi rời đi thậm chí ngươi tự mình rời đi nếu không một khắc sau liền giết ngươi hồn tộc 723 vị thần vương cảnh xuống chút nữa giết ngươi hồn tộc 45 vị hỗn nguyên cảnh đi theo liền giết các ngươi 13 vị hợp đạo cảnh cường giả cuối cùng chính là ngươi cái này lão già kia bá đạo cuồng ngông đây cũng là đối thoại ngươi không phục không theo vậy thì người giết ngươi giết tới ngươi đáp ứng mới ngưng hoặc là giết tới cuối cùng đem ngươi tiêu diệt ngươi ngươi không sợ cùng sau lưng ta hồn điện khai chiến hồn tộc lão tổ vẫn không có đi ra chỉ là trốn ở dưới đất cùng thanh kiếm tiên tôn cách không đối thoại hồn điện cố nhiên không kém nhưng là ngươi rất yếu tạo hóa cảnh nhị tầng thiên ta muốn giết ngươi không cần mười chiều dĩ nhiên ngươi có thể cân nhắc ra tay ta có thể đại biểu vạn kiếm tiên tôn nói cho ngươi diệp thi thiên thẳng nhóc này chúng ta rất cần vậy rất trọng yếu chỉ cần ngươi dám giết hắn chúng ta vạn kiếm đế cung có thể cùng sau lưng ngươi hồn điện khai chiến thanh kiếm tiên tôn không nhượng bộ chút nào thái độ cực kỳ khẳng định hắn không biết sự lựa chọn này có đúng hay không càng không biết phía trên người sẽ đối với hắn chọn lựa cái gì hành vi nhưng là hắn phải đánh cuộc đánh cuộc diệp thí thiên biết mất tích vạn năm băng kiếm tiên tôn ở nơi nào cái này thậm chí có thể là chấn động toàn bộ linh võ đại lục bí mật hắn bước ra một bước hai tay chắp sau lưng đối với hồn tộc lão tổ tiếp tục nói khai chiến đêm trước ta sẽ tiêu diệt các ngươi lần này hồn tộc chỗ ở sau đó ta lưu lại một ít hồn tộc tộc nhân tiếp tục điều khiển hồn vò dù sao đối với chúng ta mà nói đều giống nhau ngươi chọn đi hai con đường thứ nhất để cho tộc nhân của ngươi rời đi để cho diệp thí thiên rời đi con đường thứ hai ngươi có thể để cho tộc nhân của ngươi tiếp tục đánh giết diệp thí thiên nhưng ta sẽ tàn sát ngươi cái này nhất tộc ngươi hồn tộc lão tổ nổi cáo được hoàn toàn an tĩnh lại sau lưng mình có hồn điện không tệ như là thanh kiếm tiên tôn giống vậy không dễ chọc mấu chốt hắn không thể đại biểu hồn tộc có thể thanh kiếm tiên tôn có thể đại biểu vạn kiếm đế cung à hồi lâu đã qua hồn tộc lão tổ than thở một tiếng gây đét tay cầm chặt nói tất cả tộc nhân nhượng bộ để cho diệp thí thiên tiểu xúc sinh này rời đi lão tổ hồn tộc mọi người chấn động một bức khó tin dáng vẻ ta nói để cho diệp thí thiên rời đi hồn tộc lão tổ cắn răng nghiến lợi nói. Vèo vèo vèo, vèo vèo, từng vị hồn tộc cường giả rời đi. Mỗi người đều lui đến xa xa như một màn này xem được ba gia tộc lớn thần sắc hoảng sợ. Diệp Thí Thiên, rốt cuộc là người nào? Tàn sát hồn tộc nhiều người như vậy lại có thể sẽ có vạn kiếm đế cung người xuất thủ cứu hắn. Giờ khắc này, cái đó xa chỗ vết thương chồng chất thanh niên thần bí đến mức tận cùng, xa xa. Bác công tử Ngọc chế trụ nội tâm khiếp sợ, đối với Trịnh Bá nói, "Trịnh Bá, sư phụ không phải tới từ thấp võ vị diện sao?" Căn cứ điều tra của chúng ta, sư phụ hẳn là từ Côn Lôn Hư đi lên hả? Côn Lôn Hư mặc dù đã từng là bên trong võ vị diện, nhưng là bây giờ đã sớm lâm vào là con kiến hôi chi địa, cao nhất cũng không quá nhập thần cảnh và đế tôn cảnh. Linh khí như vậy mỏng manh, sư phụ có thể ở cái tuổi này bước vào nhập thần cảnh đều là cơ duyên lớn, làm sao có thể vào vạn kiếm đế cung người có liên lạc trịnh bá bất đắc dĩ lắc đầu một cái hắn so người bất kỳ cũng muốn biết trong này nguyên do đây chính là vạn kiếm đế cung à vô số người ngưỡng vọng tồn tại liên liên hồn tộc cũng không dám chống lại hôm nay vạn kiếm đế cung lại có thể thà bỏ qua mình lợi ích cũng phải bảo vệ diệp thí thiên có thể gặp diệp thí thiên trọng yếu à không biết qua bao lâu trịnh bá mở miệng nói thất tiểu thư xem ra ngài tìm vị sư phó này xa xa không có đơn giản như vậy Bây giờ có vạn kiếm đế cung ra mặt, chúng ta cũng nên đi qua. Bác Cung Tử Ngọc thân thể mềm mại ngần ra, cuối cùng trịnh trọng gật đầu, trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Cùng lúc đó, hồn tộc tế giữa đài. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn có thể cảm giác mình thân thể truyền tới một hồi cực mạnh cảm giác mệt mỏi và vẻ thống khổ. Đây là hắn ở nhập thần cảnh cưỡng ép đối kháng hồn tộc hậu quả. Nếu như không phải là vì kỳ lâm, hắn mới sẽ không như vậy. Bây giờ hắn cần nghỉ ngơi. Hắn nhìn lướt qua Luân hồi mộ địa còn đang hôn mê Kỳ Lâm, đá trong lòng hoàn toàn buông xuống. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt rơi vào Vạn kiếm đế cung thanh kiếm tiên tôn trên mình, chắp tay nói. "Đa tạ tiền bối ra tay." Thanh kiếm tiên tôn thời khắc này trong mắt vô cùng nóng như lửa, hắn há hốc mồm, muốn hỏi cái gì nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Nơi hồn tộc, giờ phút này người nhiều tai mắt lẫn lộn, năm đó băng kiếm tiên tôn biến mất nhiều năm như vậy, bọn họ Vạn kiếm đế cung không tiếc bất cứ giá nào tìm cũng không có kết quả. Chuyện này tất nhiên dính dấp rất nhiều. Dưới mắt phải đem điều này Diệp Thí Thiên mang tới nơi an toàn sẽ chậm chậm thảo luận. Diệp thần tự nhiên rõ ràng thanh kiếm tiên tôn muốn nói lại thôi, cánh tay hắn vung lên, thu hồi binh khí của mình và chiến khôi, mở miệng nói, các vị muốn biết tình huống, ta sẽ nói cho các người. Dưới mắt ta thương thế không nhẹ, cần nghỉ ngơi. Hắn biết dưới mắt Vạn Kiếm Đế cung cứu mình, hơn nữa là một vị kiếm tôn trưởng lão cứu mình, không nói cho Vạn Kiếm Đế cung một chút việc, mình vậy không nói được tại tình lý không hợp. Luôn không khả năng. Người khác cứu mình một mạng. Mình tin tức gì đều không nói đi. Thanh kiếm tiên tôn khẽ gật đầu, vội vàng nói, quả thật, ta biết hồn tộc vùng Lân Cận có một cái nghỉ ngơi vùng tuyệt cao, theo ta tới. Rất nhanh, Vạn Kiếm Đế cung mang Diệp thần rời đi, dẫn đầu đi tới hồn tộc ra một tòa thành lớn bên trong. Bắc đường, trăm dặm, Bắc cung, vạn kiếm đế cung, thậm chí còn thần long gia tộc người cũng đều chạy tới. Bên trong thành một nơi khách sạn. Diệp Thần đóng cửa phòng, một giây kế tiếp, một hớp đỏ bừng máu tươi khạc ra. Diệp Thần cả người yếu ớt đến mức tận cùng. Hắn có thể cảm giác được mình thân xác dường như muốn vỡ ra. Mới vừa rồi ở hồn tộc trước mặt mình miễn cưỡng chống đỡ, bây giờ đi tới an toàn chi địa, hắn lại cũng không cách nào áp chế. Trên người quần áo lại là trực tiếp vô tình biến dạng, cánh tay thậm chí còn ra mỗi một nơi cũng hiện lên từng cơn hồng quang. Mơ hồ bây giờ càng có một đạo đạo liệt ngân, đáng chết. Diệp Thần kịch liệt thở hào hển, cưỡng ép để cho mình ngồi xếp bằng, hắn cảm giác mình thân thể đang cháy, đau, rất đau. Đột nhiên, ngoài nhà một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Thần con người đông lại một cái, có chút nổi nóng, nhưng vẫn là chế trụ đau đớn, đổi cả người quần áo, đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở ra, để cho Diệp Thần không nghĩ tới là đứng ngoài cửa lại là vạn kiếm đế cung thiên tài đệ tử Vương Thanh Tuyệt. Cũng là đạt được băng kiếm tiên tôn truyền thừa đệ tử. Hắn tự nhiên biết Vương Thanh Tuyệt ý đồ, nói thẳng. Các ngươi muốn biết tin tức, chờ ta chữa thương xong, sẽ nói cho các ngươi biết. Ở chỗ này trước hy vọng không muốn quấy rầy nữa ta. Được, Diệp Huynh. Cái này là một quả hỗn nguyên tiên đan, Vương Thanh Tuyệt lấy ra một viên đan dược, đưa cho Diệp Thần, nói, viên thuốc này phẩm cấp không tệ, có chữa thân thể hiệu quả. Còn nữa, tối hôm nay 8 giờ. Ta và trưởng lão sẽ ở trên lầu chờ ngươi, chúng ta khẩn cấp muốn biết băng kiếm tiên tôn tình huống. Vị trưởng lão kia biến mất nhiều năm như vậy, coi như cũng là tộc ta lão tổ một trong, mong rằng cho biết. Được, Diệp Thần đáp ứng liền đóng cửa lại, bắt đầu bế quan chữa thương. Lần này, hắn thân xác tan vỡ nhiều lần, chủ yếu là không chịu nổi các loại lực lượng nếu như có hư thể kỳ thân xác thần vương cảnh cảnh giới liền không biết thân xác suýt nữa hoàn toàn bạo liệt tình huống đột nhiên diệp thần cảm nhận được cái gì cúi đầu xuống phát hiện mình mới vừa thay quần áo lại trực tiếp cháy hết đồng thời da hắn xuất hiện lần nữa hỏa nhất vậy vết nứt vết nứt không ngừng đang khuếch đại nóng bỏng cảm giác suýt nữa để cho hắn bất tỉnh diệp thần không dám chút nào khinh thường vội vàng vận chuyển công pháp nhưng là phát hiện một khi tự sử dụng đan điền vết nứt liền sẽ lớn hơn làm thế nào Diệp Thần thử nghiệm ăn vào Vương Thanh Tuyệt cho hắn đa dược, thậm chí còn mình có thuốc cao cấp toàn bộ một cổ não nhi ăn vẫn không có dùng. Diệp Thần ở Côn Lôn hư vậy coi là lấy được cao nhất thần y truyền thừa, thậm chí nắm trong tay Lâm Thanh Huyền thuật pháp. Nhưng là giờ phút này trong đầu hắn hết thảy y thuật đối với trước mắt khốn cảnh lại không chút nào tác dụng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Thần bây giờ còn có cái cuối cùng lựa chọn đó chính là hỏi luân hồi mộ địa đại năng loại chuyện này nguyên nhân hắn vừa định câu thông nhưng phát hiện túi đá màu đen bay ra. Đá màu đen trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt, phảng phất có linh tính, ở dò xét Diệp Thần. Ngươi đây là? Diệp Thần biết bây giờ hết thảy đều cùng cục đá này có liên quan. Cục đá này thần bí như bóng tối ánh mắt, một mực sòng ngò hắn. Cục đá này thừa tái 100 vị đại năng thần hồn lực. Cục đá này là một kiện cao nhất thần khí, Gia Gia không tiếc bất cứ giá nào bày thiên cổ đại cuộc để cho mình mang đá màu đen đón đầu sông vào. Còn có ban đầu tiến vào linh võ đại lục đụng phải thần bí cụ già. Đây hết thảy hết thảy cũng định trước và cái này cái đá màu đen có rất lớn liên quan. Giờ phút này đá lần nữa tự chủ bay, đây là đang giúp mình. Ngay tại diệp thần sâu tư lúc đó, đá màu đen toát ra một đạo ánh sáng sáng chói Ánh sáng tung ở diệp thần trên mình, thậm chí có một tia ấm áp ý sau đó diệp thần lĩnh ngộ ba con đường trôi lơ lửng ra tịch diệt chi đạo sát lục chi đạo bất diệt chi đạo nếu như không phải là cái này gian khách sạn dùng đặc thù tiên đá cùng với thượng cổ trận pháp chế tạo tất nhiên trực tiếp xông phá đồng thời điều thứ tư đạo vậy trào hiện ra phật đạo vô số cổ xưa phật văn từ trong sông ra lại bao trùm ở diệp thần trên mình diệp thần mơ hồ bây giờ thật giống như thấy từng cái phạm văn ở trong máu phun trào vết thương lại dần dần hết bệnh chỉ bất quá tốc độ vẫn là rất chậm, đến đây là hết tập 707 rồi nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bắt đầu tập 708 nha. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lại là cảm giác được ấn đường một hồi đau nhói cảm giác. Một giây kế tiếp, ấn đường hắc quang chợt hiện. Một con tựa như tới từ địa ngục chỗ sâu ánh mắt xuất hiện cổ xưa lại thanh âm lạnh như băng chậm rãi từ trong mắt chỗ sâu truyền tới ngươi cầm ta thức tỉnh là muốn ta trợ giúp thằng nhóc này đi hắn đối với ta hữu dụng ta tự nhiên sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện hơn nữa ta phải nói cho thằng nhóc này ma lực lượng khôi phục xa xa thắng được hết thảy ngươi cái này bốn con đường không bằng bước vào ma đạo dứt lời vô tận ma khí từ ấn đường sông ra ghé vào diệp thần trên mình diệp thần kinh ngạc phát hiện hắn thương thế lại đang cấp tốc khôi phục càng là mấu chốt ừ cái này ma khí cùng bình thường ma khí hoàn toàn khác nhau cái này ma khí lại vô hạn đến gần bổn nguyên lực lượng còn có thanh âm mới vừa rồi hắn vô cùng quen thuộc đây là ác ma mắt chỗ sâu ẩn núp cường giả hắn không biết thanh âm này người sau lưng lai lịch nhưng là cường giả này mỗi một lần hạ xuống chính là ngày tận thế diệp thần mở to mắt mâu nhìn về phía đá màu đen cái này đá màu đen lại có thể không chứng ngại câu thông mình bốn con đường cùng với ác ma mắt. Hắn thậm chí cảm nhận được ác ma mắt chỗ sâu tồn tại đối với đá màu đen kiên kỵ. Không biết qua bao lâu, đá màu đen ánh sáng dần dần biến mất. Sau đó yên lặng rơi vào diệp thần lòng bàn tay. Tựa như hoàn toàn ngủ say. Diệp thần chế trụ nội tâm khiếp sợ lại nhìn về phía mình mới vừa rồi chật vật thân thể. Lại khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí còn mang một tia đặc thù căn nguyên khí. Xem ra, ta vẫn là xem thường đá màu đen. Chỉ là, đá màu đen càng ngày càng lớn mạnh, lại để cho ta có một loại cảm giác vô lực. Ban đầu tiến vào linh võ đại lục đụng phải vị kia từ hồ tiên nhân nói qua, huyết linh tộc không phải ta cuối cùng kẻ địch, đá màu đen thế lực sau lưng càng kinh khủng hơn và mạnh mẽ. Thậm chí, linh vận tiên tôn ở cái thế lực đó trong mắt đều là con kiến hôi tồn tại. Bất quá, nếu đá màu đen lựa chọn ta, vậy ta Diệp Thần bỏ mặc đối mặt dạng gì tồn tại cũng sẽ đích thân đem bọn họ kéo xuống thần đàn. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp thân thể căn nguyên khí vẫn còn ở, thử nghiệm tiếp tục vững chắc một phen. Hồn tộc đánh một trận. Hắn bước ra trong cơ thể để dành hàng loạt lực lượng. Hỗn nguyên tiên khí lực lượng cơ hồ tiêu hao hơn nửa, trước kia dùng đan dược, dược lực vậy hoàn toàn tan ra. Cho nên mình lên cấp đến nhập thần cảnh thất tầng thiên chỉ là nhục thân cảnh giới có thể cần tìm thời gian săn giết một ít yêu thú mới có thể tăng cao mình cái này thân xác khó mà chịu đựng thần vương cảnh hậu kỳ cường giả mãnh công không có biện pháp thời gian dài vượt cấp gần người tác chiến đột nhiên diệp thần cảm giác được trong cơ thể phun trào ra một cổ tin tức lưu hắn nhìn lướt qua khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười không gian nhất chạm đây cũng tính là lần này hồn tộc cuộc chiến thu hoạch không nhỏ Diệp Thần thân xác lột xác dùng là Hỗn Nguyên Tiên khí, cho nên trong cơ thể có không gian quy luật. Bây giờ, Hỗn Nguyên Tiên khí lực lượng dùng hết, tự nhiên vậy cổ không gian phép tác lực lượng vậy xuất hiện ở Diệp Thần trong cơ thể, mặc dù không như Hỗn Nguyên cảnh cường giả không gian quy luật, nhưng uy lực vậy rất mạnh, đủ để càn quét tuyệt đại đa số nhập thần cảnh và thần vương cảnh địch nhân. Không gian quy luật. Hợp thành một chiêu tên là Không Gian Nhất Trảm chiêu thức chém ngang một đao ra, phối hợp không gian quy luật lực, có biến dạng hư không, biến dạng kẻ địch thân xác khả năng. Không sai, không tệ. Dưới mắt tình trạng thân thể không có vấn đề, cũng nên xem xem kỳ lâm tình huống. Còn lại chín cung tế đứa nhỏ đã bị vạn kiếm đế cung người mang đi, diệp thần không cần hơn quản. Vậy chín đứa nhỏ hẳn không có đáng ngại. Hắn chân chính lo lắng chính là kỳ lâm. Bởi vì ban đầu Diệp Thần linh thức đảo qua thời điểm, phát hiện 10 nhân chung, Kỳ Lâm thương thế nặng nhất, nhất cổ quái, Diệp Thần lấy thần hồn lực lượng tiến vào luân hồi mộ, phát hiện Kỳ Lâm còn đang hôn mê trạng thái, hơi không rõ ràng, hắn thử nghiệm dùng mình y thuật cũng hoặc là thần hồn lực dò xét, ngược lại gặp phải bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Nàng trong cơ thể làm sao có cổ lực lượng vô danh? Không đúng, chẳng lẽ nàng trúng độc? Nhưng là cái gì độc có thể đem ta bị thương nặng? Diệp Thần nghĩ tới nghĩ lui, vậy không nghĩ ra vấn đề ở chỗ. Mình chỉ là dò xét, lại có thể bị thương nặng? nếu là thật bị xuống loại này độc, sợ rằng kỳ lâm đã chết. đồ nhi, đây không phải là phổ thông độc tố mà là hồn độc. băng kiếm tiên tôn đột nhiên xuất hiện ở diệp thần bên người, hắn nhìn một cái kỳ lâm trong mày, nhớ lại nói, đã từng ở linh võ đại lục tây vực và bắc vực chỗ giáp giới bên trong có một tòa hồn điện, hồn điện người sở trường sử dụng linh hồn chi độc, thần hồn chi độc. vi sư không có nhìn lầm, cái này trên người cô bé liền là có một cổ đặc biệt hồn độc ta trước dò xét một phen, phát hiện hồn tộc tế đàn cần muốn người sống tế đàn đồng thời. Còn cần sống bên trong cơ thể có một loại đặc biệt hồn độc, loại này hồn độc có thể cùng tế đàn sinh ra đồng tình. Sư Tôn, vậy nên như thế nào giải trừ? Diệp Thần gấp gáp hỏi thăm. Băng kiếm tiên tôn rơi vào trầm tư bên trong, thật lâu không có câu trả lời. Những thứ khác ba vị kim Phật sư tôn, mặc dù tu Phật nhà chi đạo, nhưng cũng chỉ có thể giải trừ thân thể độc tố, mà không phải là linh hồn hồn độc, bọn họ cũng là bó tay hồi lâu đã qua băng kiếm tiên tôn nói lấy chúng ta tình huống không có biện pháp cho nàng giải độc tại sao hồn độc không phải không nguyên chi độc băng kiếm tiên tôn nhìn diệp thần giải thích giống như là nước sông là do ngọn nguồn hồn độc đồng dạng là có ngọn nguồn ngươi cảm thấy ngươi trận được một con sông nước à cho dù ngươi bây giờ trận được đến tiếp sau này còn sẽ có liên tục không ngừng nước sông vọt tới cuối cùng không trận nổi hồn độc đã là như vậy chính là hồn tộc vị kia lão tổ thần hồn phân chia ra tới độc tố có thể xuyên thấu qua hư không cuồn cuộn không ngừng tiếp nhận vị kia lão tổ thần hồn lực lượng cho tiếp tế. Băng kiếm tiên tôn thở dài một tiếng, nói sau nói, giải độc phương pháp, trừ phi là đem vị kia lão tổ đánh chết. Hoặc là, cũng chỉ có thể để cho vị kia hồn tộc lão tổ tự đi cắt ra độc tố. Hoặc là, vào tay một bụi thượng cổ hồn long thảo, hoàn toàn tiến hóa và thăng hoa nàng thần hồn từ căn bản chỗ đoạn tuyệt loại độc tố này. Nghe được sư tôn nói, diệp thần cũng coi là rõ ràng. Kỳ lâm loại độc tố này, hoặc là chu diệt hồn tộc lão tổ, hoặc là chính là đạt được thượng cổ long hồn thảo. Hắn hiện tại thân thể mới vừa khôi phục, chỉ bất quá nhập thần cảnh mà thôi, làm sao có thể chống lại hồn tộc lão tổ tồn tại. Đột nhiên, một cổ bụi đất màu vàng sáng bóng ở kỳ lâm trong cơ thể lóe lên ra. Đây là, diệp thần đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Vậy bụi đất màu vàng sáng bóng phảng phất có linh tính vậy dần dần đi tới kỳ lâm đỉnh đầu, kết hợp kỳ lâm trong cơ thể đặc thù lực lượng, dần dần tổ hợp thành một cái hồn long một cái dài đến ngàn trượng hồn long. Hồn long tựa hồ là cố ý thức, chớp mắt vừa thấy bốn phía là một nơi thế giới mới lạ, không khỏi được sinh lòng vẻ mừng như điên, nói, ngươi lại còn có kỳ dị bảo vật có thể để dành một phiến thiên địa, không sai, không tệ à. Đến khi bản long xông phá mảnh thiên địa này, trở về bẩm báo chủ nhân. Mảnh thiên địa này tất nhiên sẽ bị chủ nhân đoạt lấy, ngay sau chính là bản long cư trú chi địa. Ha ha ha, còn chưa cùng diệp thần kịp phản ứng một đạo thất thố thanh âm đột nhiên ở vang lên bên tai hồn long lại là hồn long đáng chết băng kiếm tiên tôn con ngươi phóng đại hắn tuyệt đối không nghĩ tới kỳ lâm trong cơ thể lại có thể cất giấu một cái hồn long hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt ngàn trượng lớn nhỏ hồn long hai tay đồng thời xông ra vô biên vô tận màu xanh ra trời sáng bóng tựa hồ là điều động không gian quy luật lực phải đem điều này ngàn trượng hồn long cưỡng ép chấn áp bình bịch 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 từng đạo không gian quy luật lực đến gần hồn long vùng lân cận lúc đó liền bị hắn thân rồng càn quét mà bể màu xám cho hồn long thân rồng giống như là sắt thép trường thành vậy càn quét ra nghiền ép dọc đường vô số không gian quy luật lực thậm chí đem băng kiếm tiên tôn cũng chèn ép đến trong xó xỉnh còn đang không ngừng mãnh công hồn long cường hãn thậm chí vượt qua diệp thần trước kia nhìn thấy bất kỳ yêu thú tiên tôn ta cũng tới tương trợ người nhật quang phật và nguyệt quang phật đồng thời bay lên trời một người tay cầm tham chiến múa một phiến phiến kim quang tuột xuống xuống đi đôi với vô biên chúng sanh lực thật giống như một tôn minh mông vô biên thánh phật che phủ xuống vậy nhưng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng chống lại ở hồn long mãnh công một người khác người khoác cà sa tay cầm hàng ma tím kim sử một tay để ở trước ngực lẩm bẩm phật môn kinh kim cương một tay chợt co giúp chảy kim cang tạo thành từng đạo phật môn ánh sáng tập sát hồn long hồn long một trọi ba cũng không sợ hãi thậm chí không rơi hạ phòng, bình bịch bịch ầm oanh từng đạo tiếng nổ truyền ra vô số dư âm chấn động muôn vàn dẫn được toàn bộ luân hồi mộ đều run rẩy diệp thần chưa bao giờ gặp qua như vậy tình cảnh không khỏi được thần sắc chấn động một cái nói làm sao có thể một cái hồn long một cái do thần hồn lực tạo thành hồn long làm sao có thể liên tục cùng ba vị sư tôn tác chiến mà không bại thậm chí từng bước nghiền ép ba vị sư tôn bạch khôn rốt cuộc làm cái gì tại sao kỳ lâm trong cơ thể sẽ bị xuống mạnh như vậy hồn độc tại sao Kỳ Lâm chẳng lẽ bị hồn tộc coi trọng. Để ngừa ta đem nàng cứu đi, cho nên trước thời hạn ở Kỳ Lâm trong cơ thể xuống kịch độc hồn độc. Thậm chí an bài một cái hồn long bảo vệ, Đồ Nhi, không cần quá kinh hoàng. Điều này hồn long lực lượng hẳn không sẽ quá mạnh mẽ. Dược sư Phật bây giờ sắc mặt có chút thương trắng, tựa hồ là mới vừa rồi vì trợ giúp Diệp thần chống cự hồn long công kích tiêu hao quá nhiều lực lượng. Bây giờ, Dược sư Phật gần như đã lực lượng tiêu hao không còn một mống. Cho nên không có đi lên hỗ trợ sư tôn. Vật này, tại sao biết cái này sao mạnh mẽ? Chẳng lẽ con có thể tiếp nhận hắn chủ nhân lực lượng chuyển vận à? Diệp thần hỏi thăm, hắn ngương mắt nhìn trên bầu trời băng kiếm tiên tôn và hai vị kim Phật niết chiến hồn long. Thường thường không cách nào chân chính tấn công đến hồn long thân thể, ngược lại là mỗi lần công kích hoặc là bị ngăn trở hoặc là xuyên thấu qua hồn long thân thể đánh tới xa xa. Cũng hoặc là hồn long có thể công kích bọn họ, bọn họ như khó mà công kích được hồn long giống như là lúc ban đầu hồn đao tấn công diệp thần như vậy nơi phát ra công kích là rời thân thể thần hồn công kích cũng không thuộc về vật thật cho nên diệp thần không có biện pháp ngăn cản từ đó bị thương nặng hồn long đây là một cái do cường giả tạo hóa cảnh thần hồn lực tạo thành hồn long đơn giản mà nói chính là một cái tạo hóa cảnh hồn tộc tộc nhân cất mình thần hồn lực để dành ở nàng trên mình dược sư phật giải đáp nói ta mới vừa quan sát cũng không phải là thuộc về kỷ lâm trên người mà là 10 đứa bé gái, mỗi một trên người cũng có một bộ phận thần hồn lực, tổng mà kết hợp lại chính là cái này tình huống tạo hóa cảnh đại năng thần hồn lực là thật đang còn sống, hơn nữa là khỏe hẳn dưới trạng huống vận may lực cũng không phải là băng kiếm tiên tôn như vậy, chỉ có thân phận thật sự liền thành công lực cường giả tạo hóa cảnh băng kiếm tiên tôn là tạo hóa cảnh ngũ tầng thiên liền thành lực lượng cũng chỉ tương đương với tạo hóa cảnh nhất tầng thiên chiến lực trước đây có tiêu hao, bây giờ chiến lực chống đỡ chết là hợp đạo cảnh hậu kỳ. Còn như Nhật Quang Phật và Nguyệt Quang Phật, hai vị kim Phật mới vừa đạt được thân xác. Chống đỡ chết cũng chỉ có thể phát huy ra hỗ nguyên cảnh sơ trung kỳ chiến lực. So với có hợp đạo cảnh chiến lực. Lại thân thể không thuộc về một cái duy độ hồn long mà nói, cùng đối chiến vô cùng khó khăn. Bịch bịch. Một đạo tiếng nổ truyền ra. Nhật Quang Phật bị hồn long nhất kích đuôi rồng quét bay ra ngoài, lăn trên mặt đất, khắp người máu tươi, thậm chí binh khí của mình thân thể đều có chút sạn nứt. Hiển nhiên bị thương thật nặng, khó mà tiếp tục chiến đấu. ầm, một đạo tiếng nổ truyền ra. Hồn Long trực tiếp cắn nổ Nguyệt Quang Phật cánh tay trái, một cái do Ba Chui Thần Vương khí tạo ra cánh tay trái ngay lù lù vỡ ra, sinh ra một cổ to lớn sóng trùng kích, đem Nguyệt Quang Phật nổ ra trăm mét ra ngoài. Ha ha ha! Một đám phế vật, còn tưởng rằng là cái gì đại năng giả đời sau, không nghĩ tới chính là một cái có kỳ ngộ tiểu tử mà thôi hồn long liền châm biếm bức lui băng kiếm tiên tôn to lớn đầu rồng xoay đầu lại ngưng mắt nhìn diệp thần cười to nói thằng nhóc ngươi là thứ gì à rất nhanh bản long là có thể xông phá ngươi bảo vật một khi trở về ta tất nhiên sẽ thông báo cho bản thể chạy tới đến lúc đó ngươi món bảo vật này chính là ta bản thể ha 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 giết hồn long thấp kém đầu rồng ngay lù lù mở ra miệng rồng phun ra ra một đạo bụi đất màu vàng long diễm tản mát ra một cổ cổ kinh khủng hơi thở tựa như giống như chân long sinh mạng long diễm vậy, cực đoan mạnh mẽ đem băng kiếm tiên tôn bước lui trên trăm mét. Nó quay đầu nhìn về phía luân hồi mộ lối ra, cười lớn bay đi. Ngay tại lúc này, ngay lù lù, một cổ cùng bạo đến mức tận cùng hơi thở, xuyên qua luân hồi mộ trên dưới. Thứ nhì, lại có một cổ lửa cháy mạnh phún ra ngoài, trong chốc lát đem hồn long bọc lại, hồn long phát ra lạnh lẽo tuyệt tiếng kêu thảm thiết là diệp thần trong cơ thể huyết long vọt ra bây giờ dáng người cùng trước kia đại vi không cùng màu máu thân rồng uy phong lẫm lẫm trong mắt lạnh như băng tựa như cho không được hết thảy nó nhìn một cái hồn long ngay tức thì phun trào bộc phát ra thông suốt bầu trời long ngâm giống như chín tầng trời cự long hạ xuống phàm trần có thể nói chân chính long vương ngươi muốn cướp lấy chỗ này đó chính là ở tự tìm cái chết huyết long phát ra lạnh như băng mà thanh âm tang thương giờ phút này tựa như giống như một vị viễn cổ đại năng vậy màu máu đỏ long chảo nhẹ nhàng vung lên liền đem hồn long giam cầm ở thêm nữa quanh thân cháy ra hừng hực long diễm hóa thành một chuôi trường đao trực tiếp chém trúng hồn long không không thể như vậy ngươi ngươi là ai hồn long vô cùng kinh hãi ở lửa cháy mạnh trường đao đến gần một khắc kia trong thoáng chốc rõ ràng liền cái gì ngươi là thượng cổ huyết ma long thần rắc 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 rắc. Ngàn trượng hồn long bị lửa cháy mạnh trường đao chém chúng, nhanh chóng gãy lìa số lượng 10 đoạn. Hẹp dài thân rồng so với huyết long dày thân thể cao lớn mà nói, cho dù rất dài nhưng cũng có rủ xuống, trong chốc lát liền bị đánh trở về nguyên bản trạng thái. Đến đây là hết tập 708 rồi nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bắt đầu tập 709 nha. Vèo vèo vèo, vèo vèo hồn long chân tay cụt hóa thành từng đạo màu xám cho sáng bóng lần nữa trở lại kỳ lâm trong cơ thể huyết long đây là chuyện gì xảy ra hồn long còn không có bị tiêu diệt diệp thần gấp gáp hỏi thăm hắn phát hiện kỳ lâm đã rơi vào đang hôn mê vậy cổ ta ác hồn tộc lực lượng tựa như vẫn còn ở kỳ lâm trong cơ thể chủ nhân ta lấy huyết mạch lực chế trụ hồn long nhưng là ta không có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt hồn rồng tồn tại, dẫu sao là tạo hóa cảnh bát tầng thiên cường giả thần hồn lực, trừ phi ta đến tạo hóa cảnh nhất tầng thiên mới có thể khu trừ. Huyết Long thân hình nhỏ đi không thiếu, tựa hồ có chút yếu ớt. Nó tỉ mỉ giải thích, mà ta lực lượng bây giờ đỉnh hơn tương đương với hỗn nguyên cảnh tầng thứ, dĩ nhiên, hoàn toàn bùng nổ dưới tình huống không nhất định. Chỉ là ta không có biện pháp lại chủ động bùng nổ toàn bộ lực lượng cho nên không có biện pháp hoàn toàn tiêu trừ kỳ lâm trong đầu thần hồn lực lượng chỉ có thể nói những thứ này thần hồn lực lượng mỗi ra tới một lần chỉ cần ta ở đây liền đều có thể trấn áp diệp thần trong cơ thể huyết long hư ảnh có thượng cổ huyết ma long thần huyết mạch lực vị kia long thần chính là phong tức hiệu chân thần cấp bậc phong môn cảnh cường giả thời đại thượng cổ có thể nói một khối cự kình tự thân huyết mạch tự nhiên cũng là nhị lưu huyết mạch không thể so với thánh long gia tộc và thần long gia tộc người kém nhiều ít linh võ đại lục huyết mạch lực chủ yếu là do cường đại nhất thủy tổ tới quyết định nếu như là thủy tổ đến phong môn cảnh phong tức hiệu chân thần hậu duệ chính là nhị lưu huyết mạch đến thái hư cảnh cũng chính là phong thánh cảnh giới hậu duệ huyết mạch cũng chính là nhất lưu huyết mạch loại này huyết mạch linh võ đại lục cơ hồ không thể gặp những thứ khác đi xuống huyết mạch tam lưu huyết mạch đối ứng thủy tổ tu vi là phong tức hiệu chân thần tinh khiếu cảnh tứ lưu huyết mạch đối ứng thủy tổ là cường giả tạo hóa cảnh Ngũ lưu huyết mạch đối ứng thủy tổ là hợp đạo cảnh cường giả. Lục lưu huyết mạch đối ứng thủy tổ là hỗn nguyên cảnh. Bảy lưu thần vương cảnh. Tám lưu nhập thần cảnh. Cửu lưu huyết mạch cơ hồ bất nhập lưu, tùy tiện một cái võ giả đều là cửu lưu huyết mạch, đều có thể lấy huyết mạch của mình lực tới tác chiến. Tương đối mà nói, Huyết Long có nhị lưu huyết mạch cho nên có thể chế trụ hồn long tứ lưu huyết mạch, huyết mạch giữa uy áp Cộng thêm huyết long bản thân cũng cùng hồn long thuộc về một cái duy độ, cho nên công kích được đối phương cũng có thể áp chế đối phương. Vậy nên như thế nào? Kỳ lâm trên người hồn độc phải giải trừ à? Diệp Thần rơi vào khổ não bên trong, phải tìm được thích hợp giải độc biện pháp. "Phải cứu cái này nha đầu." Dược sư Phật Từ từ nói, "Ngươi hay không còn nhớ trước và ngươi nói vài cái phương pháp?" Hắn dần dần đi ra, giơ lên ba ngón tay đầu, nói, "Cái đầu tiên, chu diệt vị kia tạo hóa cảnh bát tầng thiên hồn tộc cường giả." cái thứ hai để cho vị kia hồn tộc cường giả tự động giải trừ hồn độc cái thứ ba lấy được vạn năm hồn long thảo ba cái đường xá ba cái phương pháp dược sư phật tiếp tục nói cái đầu tiên không thể nào chỉ ít một trong năm không thể nào chúng ta không có đầy đủ lực lượng đi giết vị kia hồn tộc cường giả vậy không có nhiều đủ bảo vật mời cường giả cùng đi giết cái thứ hai cũng không khả năng hồn tộc bắt kỳ lâm các nàng tất nhiên là phải dùng thành tựu tế phẩm không thể nào cho các nàng giải độc huống chi chúng ta vừa mới trốn ra được hồn tộc bây giờ đối với hận chúng ta thấu xương chúng ta đi vào không gặp phải bọn họ tấn công cũng đã coi như là cực lớn vận khí còn như cái thứ ba dược sư phật than thở một tiếng đi ở chung quanh từ từ nói hồn tộc sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì là bọn họ chủ tu thần hồn lực Phạm là tộc nhân lên cấp tạo hóa cảnh trong cơ thể thần hồn lực cũng sẽ diễn biến là một cái hồn long mà diễn biến là hồn long quá trình. Liên cân một bụi vạn năm hồn long thảo, hồn tộc, toàn bộ tộc quần người tu thần hồn lực đối với bọn họ mà nói hợp đạo cảnh cửu tầng thiên nếu muốn đột phá đến tạo hóa cảnh. Vượt quá cần càng đi lên thời không quy luật còn cần một bụi vạn năm hồn long thảo để cho thần hồn phát sinh biến chất. Biến chất sau này, thần hồn lực có thể diễn hóa là hồn long, đồng thời cắt đi thần hồn lực cũng có thể ngưng tụ là hồn long. Đây cũng là kỳ lâm các người trong đầu ngưng tụ ra hồn long nguyên do mà kỳ lâm các nàng trong cơ thể hồn độc và hồn long đối với võ giả tầm thường mà nói đều là vật kịch độc chỉ có dùng vạn năm hồn long thảo lấy độc công độc mới được chỉ là loại này vạn năm hồn long thảo vậy cần sinh trưởng 12.000 năm mới có thể thành thục mà mỗi một bụi cũng ý nghĩa một vị hồn tộc cường giả tạo hóa cảnh ra đời lấy ta hiểu được tình huống cái này hồn tộc địa bàn bên trong chỉ có chỗ sâu nhất cấm địa mới biết trồng trọt có vạn năm hồn long thảo Dược sư Phật nhìn về phía Diệp Thần, khẽ thở dài một tiếng, nói, chỉ là có một loại tên là Vạn Niên Hồn Long trận trận pháp che chở. Loại trận pháp này chính là hợp đạo cảnh cường giả, hơi có không chú ý, đều có thể mất mạng chính giữa, huống chi là ngươi, Diệp Thần, rất yêu nghiệt. Rất cường đại. Nhưng bây giờ chỉ là nhập thần cảnh thất tầng thiên, đỉnh hơn tương đương với thần vương cảnh thất tầng thiên chiến lực mà thôi muốn xông vào hợp đạo cảnh cường giả đi vào cũng sẽ gặp nguy hiểm vạn niên hồn long trận căn bản không thiết thực diệp thần nhìn một cái kỷ lâm hắn biết mình không có lựa chọn con ngươi đông lại một cái nói thẳng ta phải xông vạn niên hồn long trận coi là cái gì bất quá chỉ là cao ta hai ba cái đại cảnh giới trận pháp mà thôi diệp thần ánh mắt kiên nghị tiếp tục nói trước kia ta xông qua loại này so ta bản thân cảnh giới cao hơn nhiều lắm trận pháp Kỳ Lâm sống chết không biết, ta đã đáp ứng kỳ tư thanh phải bảo vệ tốt Kỳ Lâm, cho nên ta nhất định phải đi vào, lấy được vạn năm hồn long thảo, hồn tộc, vạn niên hồn long trận. Vậy coi như cái gì? Thiên hạ không có bất kỳ trận pháp có thể chống đỡ hắn, không chừng lần này xông tòa trận pháp này, hắn còn có thể lên cấp nhập thần cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp. Đến lúc đó đến thần vương cảnh, bốn con đại đạo tấn thăng là thần vương đạo, lại nắm giữ một số không gian quy luật Hỗn nguyên cảnh hắn đều có thể tùy tiện giết mà không cần mượn các sư phó lực lượng mới có thể đánh chết. Ai, nếu ngươi ý đã quyết, đến lúc đó chúng ta sẽ tận lực tương trợ ngươi." Dược sư Phật Bất Đắc Dĩ nói, "Ngươi phải nhớ được, một bụi vạn năm hồn long thảo là đủ rồi, muôn ngàn lần không thể hơn cầm, nếu không sẽ đưa tới hồn tộc bạo động, đến lúc đó cũng không tốt giải quyết à?" Chờ một chút băng kiếm tiên tôn đột nhiên phát giác cái gì ánh mắt lóe lên trực câu câu nhìn chằm chằm hai khối mộ bia khá là thần bí nói tựa hồ lại có hai khối mộ bia có phản ứng hắn ngẩng đầu hơi vừa thấy thần giác buộc vòng quanh lau một cái tà mị nụ cười nói xem ra lại sẽ đến hai cái bạn mới có lẽ lần này ở vạn niên hồn long trận bên trong bọn họ liền ra tới đến lúc đó tập hợp chúng ta sáu người lực tương trợ mộ chủ hồn tộc là được giết phải đi ra ngoài đúng rồi bên ngoài có người tìm ngươi chỉ sợ là vạn kiếm đế cung người đối với vạn kiếm đế cung ngươi không thể tiết lộ quá nhiều diệp thần khẽ gật đầu cuối cùng ra luân hồi mộ vừa mở cửa ra đi ra liền nhìn thấy vương thanh tuyệt vạn kiếm đế cung bên kia còn cần mình đi đối phó dựa theo băng kiếm tiên tôn ý nghĩa chỉ nói băng kiếm tiên tôn thân phận thật sự ở nơi nào những chuyện khác không nói lại xem xem vạn kiếm đế cung phản ứng diệp huynh mời trưởng lão chúng ta thanh kiếm tiên tôn cùng với ta chư vị sư đệ các sư muội cũng đang chờ người vương thanh tuyệt trong ánh mắt lộ ra đạo đạo khát vọng dấu vết hiển nhiên là rất muốn biết băng kiếm tiên tôn tung tích thành tựu băng kiếm tiên tôn nơi để lại công pháp người thừa kế hắn coi như là băng kiếm tiên tôn đệ tử nhưng vậy không có được thì không kiếm quyết và hàn băng kiếm quyết hai đại tiên tôn độc môn kiếm quyết hắn lấy được chủ yếu là băng kiếm tiên tôn đời người ghi xuống kinh nghiệm tác chiến và tu luyện kiến thức tương đối mà nói Diệp Thần có băng kiếm tiên tôn thời thời khác khác chỉ điểm tu luyện. Có thể so với Vương Thanh Tuyệt đãi ngộ giỏi hơn nhiều. Bất quá vị này thần vương cảnh bát tầng thiên vương thanh tuyệt nhưng là chút nào không dám xem nhẹ Diệp Thần. Ở Diệp Thần đi qua hắn bên người lúc, hắn cảm giác nhạy cảm đến một cổ cảm giác không giống tầm thường. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nếu là động thủ sẽ rất sắp bị Diệp Thần chém chết. Ở lầu năm, mời theo ta tới. Vương Thanh Tuyệt một bên dẫn đường vừa suy nghĩ trước, thật là nhanh tốc độ tu luyện còn nữa nay người sát khí trên người quá nặng cái này cùng tần mát ra hơi thở sợ rằng chính là thần vương cảnh năm sáu tầng ngày cường giả và hắn động thủ phỏng đoán cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị hắn đánh chết chứ nghe hắn còn tu luyện ra tịch diệt đại đạo có thể mất đi người khác thọ nguyên nếu như mở một cái chiến không có biện pháp trực tiếp đánh chết hắn mà nói rất có thể sẽ bị sống sờ sờ dây dưa chết khó trách dám trêu hồn tộc còn dám tuyên bố tiêu diệt hồn tộc vậy một mảnh đất bản thanh kiếm tiên tôn cùng với sư đệ của ngươi các sư muội. Lần này chỉ có bọn họ ở đây không? Diệp thần hỏi thăm. Đúng, Vương Thanh Tuyệt trong ánh mắt lóe lên một đạo kinh ngạc sáng bóng, than thở một tiếng, nói sau nói. Nguyên bản thanh kiếm trưởng lão là liên lạc bên trong môn phái các trưởng lão khác muốn chạy tới cùng nhau hỏi chuyện này. Đáng tiếc, ngày hôm nay tin tức phát ra ngoài nhưng vẫn không có đáp lại. Cũng không biết bên kia có phải hay không chuyện gì xảy ra. Bất quá không cần lo lắng, Vương Thanh Tuyệt cười nói, chúng ta vạn kiếm đế cung bây giờ còn có 16 vị tạo hóa cảnh kiếm tôn chấn giữ, cộng thêm hơn 5 vị kiếm thần chấn thủ bốn phương, tâm thường kẻ địch, dĩ nhiên là không dám và chúng ta là địch. Chính là nơi này, Vương Thanh Tuyệt tự mình đẩy cửa ra, tỏ ý Diệp Thần đi vào. Diệp Thần đi vào nháy mắt, liền thấy được thanh kiếm tiên tôn một mặt sốt ruột hình dáng, lại nhìn về phía những thứ khác vạn kiếm đế cung người. Khẽ gật đầu tỏ ý, tìm cái chỗ ngồi xuống, liền nói, các vị muốn biết tin tức gì cũng hỏi đi. Được, ngươi kêu Diệp Thí Thiên, Thanh kiếm tiên tôn hỏi thăm, ta đến từ tại côn lôn hư, là từ thấp võ trên thế giới tới. Điểm này không gạt được các người. Diệp thần dài hô một hơi, nói, không biết thanh kiếm trưởng lão, ngươi như là phải hỏi ta cái gì. Thanh kiếm tiên tôn ngưng mắt nhìn Diệp thần, ánh mắt lóe lên. hắn dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫy tay bố trí cách âm trận pháp ở gian phòng ra, bảo đảm không người nào có thể nghe lén. Liên thận trọng hỏi, ta biết ngươi mới vừa rồi đối chiến hồn tộc bạch khôn trưởng lão đám người thời điểm sử dụng là phái ta thất trưởng lão thì không kiếm quyết và hàn băng kiếm quyết phái ta thất trưởng lão chính là năm vạn năm trước ngang dọc bắc vực băng kiếm tiên tôn lấy ngàn tuổi lên cấp tạo hóa cảnh đã từng càn quét một khối có thể nói là trẻ tuổi một đời người thứ nhất Hàn than thở một tiếng lại nói chỉ là đáng tiếc vạn năm trước thất trưởng lão đột nhiên muốn đi ra ngoài cái này vừa ra chính là vạn năm đến nay một chút tin tức cũng không có nhưng để dành ở trong mật địa linh hồn thủy tinh không có bể tan tành chúng ta không cách nào phán đoán hắn rốt cuộc là hay không chết nhưng chờ đợi hắn trở về thời gian chân thực quá trường cửu thêm tới ngàn năm trước và ba ngàn năm trước chúng ta vạn kiếm đế cung và linh tiên đế cung bách tiên vương cung hoàng bộ gia tộc nổi lên mới mâu thuẫn lại bỏ mình hai vị tạo hóa cảnh tứ tầng thiên kiếm tôn vạn năm qua phái ta mới tấn thăng kiếm tôn tám vị cũng chính là ngươi hiểu cường giả tạo hóa cảnh nhưng là chết vượt qua 12 vị kiếm tôn, đào tạo thật sự là không theo kịp rơi xuống tốc độ, cho nên lúc này mới mở ra băng kiếm tiên tôn cung điện. Biết được hắn để lại thư rời đi, chúng ta phán định hắn là rơi xuống bí cảnh, hoặc là là ở đường cùng bên trong không cách nào đi ra. Thanh kiếm tiên tôn nói rất nhiều, cuối cùng nói, cho nên chúng ta mới để cho đệ tử thừa kế hắn công pháp. Chúng ta nói như thế nhiều, chính là hy vọng ngươi tin tưởng. Đồng thời, vậy biểu đạt chúng ta đối với mới lên kiếm tôn khát vọng và hy vọng chúng ta mở ra thất trưởng lão cung điện không có được hắn hai lớn độc môn kiếm quyết mà trên mình ngươi nhưng có hắn hai lớn độc môn kiếm quyết cho nên chúng ta hy vọng ngươi nói cho ta ngươi là ở nơi nào nhìn thấy thất trưởng lão hắn dừng lại hồi lâu tận lực xem xét diệp thần thần thái phản ứng phát hiện diệp thần không kinh hoàng chút nào càng không có chút nào sợ xem ra không giống như là phải giấu giếm tình huống gì liền tiếp tục nói nếu như ngươi biết thất trưởng lão ở nơi nào xin nói cho chúng ta nghe xong điều này nói Diệp thần khẽ gật đầu, vậy bước đầu có chút ít rõ ràng. Chí ít, vạn kiếm đế cung thành ý là đủ, nếu không không biết tự nhủ như thế nhiều. Chỉ là, muốn biết băng kiếm tiên tôn tung tích, đoán chừng là muốn ngây hồi băng kiếm tiên tôn, khôi phục vạn kiếm đế cung thực lực. Dĩ nhiên, có thể cũng có những thứ khác mục đích, bất quá cái này rất bình thường, chí ít đang tu luyện giới bên trong rất bình thường không thể nào bỗng dưng vô cớ cứu người, tất nhiên có mình lợi ích có thể đổ, chỉ là tham đổ lợi ích thời điểm, là là mình, vẫn là là môn phái, liền thật tốt tốt quan sát. Vạn kiếm đế cung. Vạn năm bỏ mình 12 vị kiếm tôn. Cái tốc độ này hơi kinh người. Diệp thần một mực cảm giác, tạo hóa cảnh tự hào tiên tôn một cấp cường giả khác, trên căn bản rất khó chết, bởi vì cũng sẽ thời không quy luật, không e ngại thọ nguyên chết già, vậy có rất nhiều hậu thủ, không nghĩ tới Vạn kiếm đế cung nhưng bỏ mình nhiều cường giả như vậy luân hồi mộ bên trong. Băng kiếm tiên tôn nghe được cái này chút cũng có chút ngồi không yên, hắn vội vàng đối với Diệp Thần nói, thôi, ngươi nói cho hắn, ta thân phận thật sự chỗ. Vạn kiếm đế cung là ta từ nhỏ chỗ sống, những năm gần đây bị tông môn đào tạo, thành danh sau còn chưa kịp là tông môn bỏ ra. Liền bị khốn cửu đại tuyệt, ngươi nói cho bọn họ ta chỗ, bọn họ nếu là có thể cứu ta đi ra. Ta thân phận thật sự cũng có thể là môn phái dốc sức, Đồng thời, bọn họ cũng có thể giúp ngươi từ hồn tộc nơi đó đạt được vạn năm hồn long thảo, một lần hành động hai được. Rõ ràng, sư tôn, Diệp thần hơi mất thần tình huống bị thanh kiếm tiên tôn để ở trong mắt, nhưng là Diệp thần nhưng không thèm để ý, đứng lên nói thẳng, ta biết băng kiếm tiên tôn chỗ, cũng biết các ngươi suy nghĩ. Đến đây là hết tập 710 rồi nha, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bắt đầu tập 710 nha. Rào 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 rào. Trong chốc lát hơn 10 vị vạn kiếm đế cung đệ tử vẻ mặt chấn động một cái. 10.000 năm trước kiếm tôn trưởng lão à, nếu là trở về, phái ta ổn thỏa thực lực đại tăng à. Trước đây, băng kiếm trưởng lão đã là tạo hóa cảnh trung kỳ. Nếu là có thể tu luyện, bây giờ há chẳng phải là đã trở thành đủ để bước vào phong thần tinh khiếu cảnh, trở thành băng kiếm thần. Hơn một vị kiếm thần mà nói, vậy vạn kiếm đế cung cũng không cần bốn bề thọ địch liền à. Tất cả đệ tử đều là như vậy ý tưởng vạn kiếm đế cung dẫu sao là có kiếm thần kiếm tôn chấn giữ thượng đẳng tông phái dù là bị hết mấy thượng đẳng tông phái thượng đẳng gia tộc liên thủ nhằm vào thậm chí bị hồn điện âm thầm đà kích nhưng vẫn không có đối bên ngoài yếu thế cho dù là thực lực yếu hơn thanh kiếm tiên tôn cũng dám kêu lên diệt tuyệt hồn tộc cái này đầy đất vực lời nói đủ để có thể gặp nếu không phải đủ mạnh mẽ đủ bá đạo sợ rằng đã gặp tai họa ngập đầu cái gọi là phật môn buông xuống đồ sát đao lập tức thành phật nhưng đối với bọn họ mà nói, buông xuống đồ sát đao, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên thanh kiếm tiên tôn các trưởng lão, hộ pháp, đệ tử cũng đối bên ngoài mạnh mẽ, đối nội không có chút nào tư tâm đào tạo đệ tử, kỳ vọng ra lại một vị kiếm tôn, nếu không cũng sẽ không vì liền diệp thần bá đạo như vậy, hơn nữa bỏ rất đúng vác hồn tộc không tiếc khai chiến. Hết thảy đều là bởi vì băng kiếm tiên tôn. Một vị kiếm tôn, thậm chí còn một vị kiếm thần hàm kim lượng, vượt qua hơn 10 vị hợp đạo cảnh cường giả giá trị. Băng kiếm tiên tôn. Cũng coi là ta sư tôn, Diệp thần từ từ nói, ta ở tới Linh Võ đại lục thời điểm đã từng băng kiếm tiên tôn lưu lại tàn niệm chỉ điểm. Hơn nữa, vậy đạo tàn niệm ở biến mất trước, cảm ứng được thân phận thật sự bị kẹt ở Cửu Đại Tuyệt bên trong. Ta đáp ứng băng kiếm tiên tôn. Chỉ cần thực lực đến tạo hóa cảnh, đi liền đem hắn thân phận thật sự giải cứu ra. Diệp thần tự nhiên không thể nào cầm luân hồi mộ địa bí mật nói ra, ước chừng chỉ nói ra băng kiếm tiên tôn thân phận thật sự vị trí còn như vạn kiếm đế cung như thế nào tìm, chính là chuyện của bọn họ. Thanh kiếm tiên tôn chế trụ nội tâm chấn động, khẽ gật đầu, thở dài một tiếng nói, đúng, nếu không phải đệ tử, nếu không phải có thể tin người, dù là chỉ là tàn niệm, cũng không sẽ tùy tiện đem hai lớn độc môn kiếm quyết truyền thụ cho ngươi, nếu ngươi đạt được thất trưởng lão truyền thừa, hơn nữa là đạo truyền. Vậy bắt đầu từ hôm nay, ngươi coi như là ta vạn kiếm đế cung đạo truyền đệ tử. Vương Thanh Tuyệt tới đây bái kiến sư huynh ngươi. Ừ. Vương Thanh Tuyệt một mặt cung kính hướng Diệp Thần ôm quyền nói, "Sư huynh tốt." Diệp Thần gật đầu một cái. Thanh kiếm tiên tôn nhưng suy tư nói, "Cửu Đại Tuyệt. Ngươi chỉ nhưng mà bắc vực danh giới chín lớn càn khôn đường cùng." "Đúng, Cửu Đại Tuyệt bên trong càn khôn sát vực." Diệp Thần không được rõ càn khôn sát vực là dạng gì tình huống, dù sao tình báo mình mang tới. Nguyên lai là càn khôn sát vực, khó trách à? Thanh kiếm tiên tôn không ở ảm đạm than thở một tiếng, khó trách thất trưởng lão bị kẹt vạn năm cũng không có biện pháp đi ra. Càng khôn đường cùng Bắc vực cửu đại tuyệt bên trong, nguy hiểm nhất một nơi đường cùng. Bên trong tràn đầy viễn cổ đại chiến lúc để lại các loại thời không chi nhận, đến từ thần khí, chân thần khí, thánh binh đợi một chút lợi hại vũ khí. Thậm chí bao gồm hơn mấy chục vị phong thần, phong tức hiệu chân thần cường giả thi thể di hài, cùng với đạo quả, đại đạo để dành chờ một chút. Bảo vật mặc dù nhiều, nhưng vậy là cửu tử nhất sanh đường cùng, bên trong tràn đầy vô số không gian vết rách, hơi bước sai một bước là được có thể giống như là băng kiếm tiên tôn thân phận thật sự như vậy bị kẹt thế giới nhỏ mấy chục ngàn năm không ra được. Cái này còn coi là vận khí tốt, nếu là vận khí kém, có thể trực tiếp rơi xuống vô tận hư không, vĩnh viễn cũng không về được. Thêm nữa, cửu đại tuyệt chỗ tại không gian tiếp giáp chi địa. Chỉ có hỗn nguyên cảnh cường giả, lĩnh ngộ không gian quy luật mới có tư cách tiến vào hơn nữa hỗn nguyên cảnh và hợp đạo cảnh đi vào đều là hẳn phải chết chỉ có tạo hóa cảnh mới có sinh tồn có thể bất quá thanh kiếm tiên tôn cũng tò mò băng kiếm trưởng lão làm sao có thể sẽ không giải thích được tiến vào loại nguy hiểm này chi địa là bị người cưỡng ép mang nhập vẫn là nói khác có âm mưu thanh kiếm tiên tôn lại nữa ngẫm nghĩ ánh mắt lần nữa rơi vào diệp thần trên mình được diệp thí thiên ngươi mang tới tin tức chúng ta sẽ không quên Trở về ta sẽ chuyển cáo cung chủ, phòng đoán sẽ phái một vị kiếm thần thái thượng trưởng lão, cộng thêm lần trước đến hai vị kiếm tôn đi giải cứu ngươi sư tôn. Còn như ngươi đây, Thanh kiếm tiên tôn nhìn về phía Diệp thần, khẽ thở dài một cái nói, ngươi thì không nên đi, cửu đại tuyệt cửu tử nhất sanh, không phải cũng có thể sống lại, mặc dù có người đi vào thăm dò, có thể gặp phải lên cấp thái hư cảnh cơ duyên. Vậy khả năng có được thần khí, chân thần khí. Thế nhưng chút, đối với ngươi quá xa vời, không nên đi chịu chết mỗi một cảnh giới có tương đối phù hợp binh khí. Hợp đạo cảnh là hợp đạo thần khí. Tạo hóa cảnh chính là ẩn chứa thời không phép tác thời không chi nhận. Tinh khiếu cảnh chính là có thể sử dụng thần khí, thay đổi thời gian tốc độ chảy, sáng tạo vạn vật đợi một chút cho nên có thần khí danh xưng là. Phong môn cảnh chính là chân thần khí, uy năng vẫn còn ở thần khí trên. Còn như trong truyền thuyết thái hư cảnh, có thể phong thánh tồn tại, sử dụng binh khí chính là thánh binh, tin đồn thánh binh vừa ra, thiên hạ biến sắc chưa bao giờ có thái hư cảnh dưới người có thể ngăn cản thánh binh oai mà càng khôn sát vực bên trong lại có lính như vậy nhận chứa đựng đều là viễn cổ đại chiến lúc bỏ mình mấy vị thánh nhân thánh nhân cấp bậc quá hư cảnh cường giả để lại đột nhiên thương thường thường tiếng chuông từng đạo thanh âm bén nhọn chuyển tới thanh kiếm tiên tôn sắc mặt đại biến liền vội vàng lấy ra một quả đưa tin lệnh bài thần sắc chợt âm trầm xuống hỏi đã xảy ra chuyện gì không xong trưởng lão Bách Tiên Vương cung liên hiệp Thánh Long gia tộc. Tổng cộng là 12 vị cường giả tạo hóa cảnh, cộng thêm hơn 5 vị phong thần cấp tinh khiếu cảnh cường giả công ta vạn kiếm đế cung. Lệnh bài bên trong truyền tới thanh âm vội vàng, nói, cung chủ hạ lệnh bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ trở về tông môn, đồng thời ngăn địch, đồng thời tránh gặp phải Thánh Long gia tộc và Bách Tiên Vương cung đánh lén, đáng chết. Thanh kiếm tiên tôn vô cùng tức giận, rõ ràng đã biết thất trưởng lão tung tích, lúc này nhưng xảy ra sai lầm. Bách Tiên Vương cung, Thánh Long gia tộc. Không phải hai cái đã kết làm kẻ thù truyền kiếp gia tộc và tông môn à? Tại sao sẽ đột nhiên kết hợp chung một chỗ? Còn liên thủ tấn công ta vạn kiếm đế cung. Diệp Thí Thiên. Ngươi nếu không phải cùng chúng ta trở về. Trở lại vạn kiếm đế cung, chúng ta năm đại kiếm thần, 16 vị kiếm tôn hợp lực, tự nhiên không sợ Thánh Long gia tộc và trăm tiên đế cung. Dù là chiến đến một khắc cuối cùng, chúng ta vậy sẽ kéo chết bọn họ chỉ ít 10 vị phong thần cường giả, tuyệt không để cho bọn họ công phá ta sơn môn. Thanh kiếm tiên tôn bắt đầu coi trọng Diệp thần đứng lên, nói, ngươi theo chúng ta trở về, ta có thể cho ngươi bảo đảm. Chúng ta kiếm thần kiếm tôn không chết, các ngươi đệ tử, tuyệt không chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi chết. Không cần, ta còn phải ở lại chỗ này, xử lý một ít chuyện tình. Diệp thần còn phải đi hồn tộc, lấy vạn năm hồn long thảo, vốn chỉ muốn để cho vạn kiếm đế cung hỗ trợ, không nghĩ tới vạn kiếm đế cung gặp phải một cái cao cấp gia tộc lớn và một cái lên cùng tông môn liên thủ tấn công đã tự lo không xong xem ra chỉ có thể dựa vào mình đi mưu cầu vạn năm hồn long thảo thanh kiếm tiên tôn ngưng mắt nhìn diệp thần mấy chục giây cuối cùng hắn gật đầu giao cho diệp thần một khối đặc biệt lệnh bài chạm trổ một chuôi trường kiếm màu xanh tiếng nói trọng tâm giải nói ngươi nếu là thất trưởng lão đạo truyền đệ tử cũng chính là chúng ta vạn kiếm đế cung người đừng quên những lời này Vô luận đem ngươi tới có gì khó xử, chỉ cần không làm không có tính người, vi phạm luân lý làm người chuyện. Ta vạn kiếm đế cung, định che chở ngươi, dù là toàn phái tiêu diệt cũng giống vậy. Loại này che chở, vượt quá ghim ngươi, vậy nhằm vào tất cả đệ tử. Chợt, hắn lộ ra một cổ nụ cười tới, ta cho ngươi lệnh bài, có thể bộc phát ra hợp đạo cảnh nhất tầng thiên cường giả toàn lực mãnh công, nhưng chỉ có thể bùng nổ một lần. Lần này, chúng ta phải trở về, hai cái không biết xấu hổ gia tộc và tông môn, giết bọn họ kỳ người đệ tử mà thôi, kỳ cái người đáng giết, lại có thể nháo lớn như vậy. Ta ngược lại là phải xem xem, rốt cuộc binh khí của bọn họ lợi hại, vẫn là chúng ta kiếm cứng rắn. Nói xong, thanh kiếm tiên tôn quay lại nhìn về phía những thứ khác 15 người đệ tử, nghiêm túc hạ lệnh, tất cả đệ tử lên phi thuyền. Hắn mở cửa sổ ra, tô người nhảy một cái đi tới phi thuyền trên, các đệ tử theo sát phía sau. Một khắc sau. Một đạo tiếng xé gió truyền ra, vạn kiếm đế cung phi thuyền trực tiếp biến dạng hư không chạy về nhìn đặc biệt cuống cuồng diệp thần dừng chân bên cửa sổ nhàn nhạt suy tư nói chẳng lẽ là vạn kiếm đế cung đệ tử giết thánh long gia tộc và bách tiên vương cùng đệ tử cho nên bị hai thế lực lớn tìm tới cửa thuận đường vây công bọn họ muốn buộc bọn hắn giao ra đệ tử nếu như những cái kia bị giết hai đại thế lực đệ tử là thật đáng chết nói vạn kiếm đế cung nếu là toàn lực che chở đệ tử mình vậy không mất là một cái đại phái khí phách Hắn cầm nắm lệnh bài trong tay, hơi mỉm cười nói, "Ta đây coi như là vạn kiếm đế cung đệ tử." "Được rồi, những người đó, những thế lực kia quá mạnh mẽ, quá cao. Không phải ta có thể tùy thuộc." Diệp Thần đi ra gian phòng, quanh quẩn trên hành lang, suy tư nói, "Có lẽ, hồn tộc chuyện ta nên đi tìm Bắc cung tử Ngọc hỗ trợ một chút." Giữa lúc Diệp Thần đi tìm Bắc cung tử Ngọc lúc, Linh võ đại lục Bắc vực, một nơi hoang mạc bên trong, trải rộng vô biên vô tận oán linh vô số hồn tộc người giống như nô bộc vậy, cõng đặc thù đá, đang xây dựng cái gọi là kỳ lạ cung điện. Mà đã xây xong một nơi trong cung điện, ngồi xếp bằng ngồi một cái ông cụ áo bào cho, quanh thân quanh quẩn ra vô số ánh sao. Tựa như liền giống như một cái tinh hệ bên trong, hắn là hàng tinh, chung quanh ánh sao chính là tinh thần vậy, hết sức đẹp, đẹp như lại mang đạo đạo sát ý. Phốc, ai, ông cụ áo bào cho phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc có chút hoảng sợ hắn theo bản năng nhìn mình bàn tay chỉ tay ở giữa lực lượng rõ ràng suy nhược không thiếu thậm chí mình thân thể cũng biến thành màu đỏ như máu dần dần lời nói nói không đúng à không đúng lão phu thần hồn lực lượng tại sao sẽ đột nhiên suy nhược như thế nhiều rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người trấn áp lão phu phân tán đi ra thần hồn lực lượng vẫn là nói có một nơi hồn tộc mật địa bị công phá ông cụ áo bảo cho thành tựu hồn điện trưởng lão một trong tạo hóa cảnh bát tầng thiên tu vi giờ phút này đều bị phản chấn trào máu, hiển nhiên là cảm thấy mình hồn long áp chế. Rốt cuộc là ai? Dám ra tay áp chế, thậm chí chém bể lão phu thần hồn lực, nếu không phải lão phu thần hồn đi qua biến chất, vậy một đạo thần hồn lực đã hoàn toàn bể tan tành. Ông cụ áo bào cho suy tư muôn vàn, vẫn là không có muốn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thôi, thời gian sử dụng không pháp thì thăm dò. Không tin không tra được. Ông cụ áo bảo cho ăn một quả hợp đạo thần đan, hơi thở hơi bình ổn lại, ngực vẫn như cũ phập phồng không ngừng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn hai tay kết ấn, tay trái quanh quần da hồng quang, hóa thành một con phượng hoàng, tay phải ngưng tụ lam quang, hóa thành một con thần long, hai tay thống nhất đem thời gian pháp tắc và không gian quy luật dung hợp, trực tiếp đả thông đỉnh đầu hư không bên trong, hơn nữa mượn thời không phép tắc đặc tính truy xét nguyên nhân. Hồi lâu đã qua. Nguyên bản chậu miệng lớn nhỏ hư không vết rách dần dần tạo thành hình ảnh loang thoáng hiện ra từng đạo huyết quang chỉ gặp một đầu cùng bạo huyết long hiển hóa ra long ngâm vang khắp uy chấn bát phương thương 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 rất nhanh hình ảnh bể ra một cổ lực lượng trực tiếp bị thương nặng ông cụ áo bào cho phốc khốn kiếp ông cụ áo bào cho tức giận mắng một tiếng hoàn toàn bị đánh cho bị thương nằm ngã trên mặt đất thậm chí cũng không bò dậy nổi trưởng lão trưởng lão ngươi thế nào bên cạnh hai vị hợp đạo cảnh hộ pháp vội vàng đi lên, đỡ lên ông cụ áo bào cho, đồng thời lấy ra chữa thương thần đan dành cho uống. Ông cụ áo bào cho liên tục uống hơn 10 cái giá trị liên thành chữa thương đan dược, sắc mặt mới tính khôi phục một ít màu máu, không khỏi được thần sắc đại chấn, tự nhủ, thượng cổ từng truyền lưu bí văn xuống, huyết long lại xuất hiện ngày, ta diệt tộc lúc, chẳng lẽ, sẽ là thật. Hắn nhớ rất rõ ràng, cái gọi là huyết long. Chỉ chính là xuất xứ từ vu thượng cổ đại chiến huyết ma long thần trưởng lão, tin đồn là thật. Trưởng lão, có ý gì? Hai vị hợp đạo cảnh hộ pháp một mặt mờ mịt cũng không biết ông cụ áo bào cho đang nói gì. Ông cụ áo bào cho nhìn bọn họ một mắt tức giận ý cưỡng ép áp chế, lạnh lùng nói. Khi đó đúng lúc là thượng cổ đại chiến thời kỳ, tộc ta đời trước lão tổ, được gọi là bách diệt chân thần, tham dự vào trận chiến ấy bên trong. Kể cả 17 vị chân thần, thậm chí một vị nửa bước thánh nhân, tham dự chu diệt thượng cổ huyết ma long. Trận chiến ấy, đánh được trời long đất lỡ, 17 vị chân thần chết, vị kia nửa bước thánh nhân hóa đạo mà vỡ. Tộc ta bách diệt chân thần, khi đó là phong môn cảnh cửu tầng thiên, vô hạn tiếp cận với phong thánh thái hư cảnh, may mắn còn sống sót, hơn nữa là cuối cùng đánh chết thượng cổ huyết ma long thần, hơn nữa còn sống sót chân thần. Hắn nhớ lại cổ tịch lên ghi lại hết thảy, tiếp tục nói, lão tổ trở về sau đó, bởi vì huyết ma long thần lực lượng đưa đến lão tổ không có đại chiến sau sống qua 10 năm liền chết, chết trước đã từng sai người ghi chép, nói một khi phát hiện huyết long xuất thế. Rất có thể là huyết ma long thần ẩn núp hậu duệ cũng hoặc là là chuyển thế thân, sẽ đến tìm chúng ta hồn tộc trả thù. Mà lão phu hôm nay thấy đầu kia huyết long liền và ghi lại ở giữa như nhau. Cho nên lão phu suy đoán vậy cái huyết long có thể là thượng cổ huyết ma long thần hậu duệ vậy nó nhất định sẽ đến tìm chúng ta trả thù. Truyền lệnh xuống, hắn lấy ra mình lệnh bài tỏ ý hai người nói không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết năm đại vực có liên quan huyết long xuất hiện tin tức một số sỉnh cũng không cho thả qua nếu không ta hồn tộc sắp có diệt tộc nguy hiểm hai vị hợp đạo cảnh hộ pháp nghe được câu này hoàn toàn bối rối đã nghiêm trọng đến trình độ này bọn họ nhưng mà hồn điện à ở toàn bộ linh võ đại lục nhiều ít cường giả nghe được hồn điện không khỏi nghe tiếng sợ vỡ mật nhưng là giờ phút này, vô cùng cường đại hồn điện lại có thể sợ một đạo huyết long hư ảnh. Mấu chốt bọn họ căn bản không biết huyết long đứng sau lưng dạng gì tồn tại à. đến đây là hết tập 710 rồi nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha.